mọi người, hello các chị. Tốn tiền quá. Chết rồi. Tốn tiền thì không biết phải làm sao bây giờ đây. Hello mọi người ạ. Thực ra lâu lắm em mới like nhanh ngắn luôn ấy. Chắc phải đến tháng rồi. Năm nay nhanh ngắn là tần suất về nó hơi ít ấy. Đó. Thế là like ít vậy thì làm sao? Đó, nhanh ngắn xinh quá. Mọi người hình xinh thôi. Vào đi thôi. À, xin chào chị Nguyễn Thúy, cảm ơn chị Nguyễn Thúy đã tác rất nhiều bạn bè vào để săn. Để cho bạn săn được con rất là đẹp với giá cực kỳ hợp lý đúng không? Thế này con như này xinh quá rồi. Em theo luôn có luôn nhé. Các họa tiết đơn giản này, dễ mặc và đẹp lắm này. Đau ví lắm à? Chết. Anh chị này đã kêu đau ví rồi. Ôi, có chị nào thích cái họa tiết như này không? Sắp Noel rồi. Sắp Noel rồi các bạn. Chất đẹp lắm luôn á. 150 thôi. 150. Không phải 100. Chị Châu có đôi mắt chất quá. Chị Châu có đôi mắt chất quá. Nó trước chị gì nhỉ? Hiếu Minh vừa hỏi chỗ mua xong. Cái đôi này này, form của nó rất là đẹp nhưng mà mọi người sẽ phải mua thêm to thêm một size. Bởi vì cái phần chỗ này này nó không có cái khóa để kéo vào ấy, nên cho vào sẽ hơi kích. Đó, thì nếu mọi người mua thêm một size thì đi giờ sẽ thoải mái hơn và cho vào nó sẽ dễ dàng hơn. Áo nó mặc ok, áo mặc làm theo phong của Búc. Chị ơi, nếu mà có câu shop đã ship hàng cho mình thì là hàng của mình đã được gửi đi rồi đấy ạ. À. Áo à, chị đang mặc á, ok chị Tuyết Nhi ạ. Hôm nay áo sẽ có giá từ 100.000 cho đến 150.000. Len ngắn hầu như lâu lên len hôm nay em làm giống kiểu như là làm cho vui ấy mọi người. Vì là giá là nó quá là ngã cây luôn. Ôi này, con này đẹp quá đấy bạn ơi, các bạn size SM, con này xinh luôn. Rồi, đơn của chị bữa nay bỏ đi rồi đấy ạ. Đấy mà các chị các cũ mà muốn dồn lên ấy thì bọn em cho nó chơi dồn lên tối đa 3 ngày á, thì mọi người chỉ cần nhắn tin là dồn lên cho chị là các bạn sẽ nhắn đã sẽ dồn thôi. Và chị nào cần lô em tuần lọc này đẹp chưa, con này thì bao ấm luôn, trong lót lì ấm thế. Giày đẹp mới lắm ạ, cảm ơn chị Quỳnh Nga nhá. Ô chị bắt cho phân thơm lâu không xem like à, em vẫn thế mà tầm 57 cân nhưng mà cái người nó sẽ gọn hơn đấy mọi người, bởi vì là chịu khó tập luyện thì nó tầm này người rồi S này, và sẽ S để con này xinh quá lên luôn chị, lên xinh quá chưa ôi thế á. Chị khen em là em phải bán rẻ đấy, em bán thẻ em bán 100.000 em lỗ đấy. Hôm nay giá sẽ có dao động từ 100, 100, 200, 250. Tùy giá nha, thông thường thì 120 sẽ nhiều đấy mọi người. 120 giá 120.000 trên một chiếc là sẽ nhiều đấy. Đó. Một cái chất len này mới đẹp này mọi người, chất len này đang là chất len mới năm nay mới xuất hiện nhé. Đây, mọi người nhìn, nó mix màu như là của bọn hãng nổi tiếng ấy. Em thì không dám đọc tên những cái hãng này ra đây đâu. Nhưng mà đây này, chất mềm đẹp lắm. Năm nay mọi người có để ý là thấy là các shop ở Hà Si rất ít nhà bán áo len ngắn không? Mọi người biết tại sao không? Có một lý do là lỗ nên mọi người không bán nữa. Bảo ép mà con này xinh chưa? 118 mắt rồi, đợt này à? Ok, à đang mặc lên mã thì em này vừa đến một. Cảm ơn chị ghế yêu ạ. À. Mỗi hai chị và em đẹp còn nhung không? Không, từ đồ nhà chị toàn hàng nhà em. Em của em mặc là phi size nhá, em mà giờ thì mặc đẹp cho em này. 150 nhá, mã là 139 này, 139 cho em, 139 nhá mọi nhá, rất nhiều em xin luôn, không biết bao giờ được đâu.
giá thì cực kỳ tốt, 120. Để đợi một chút cho người đọc cùng con nghe sợi này đẹp chưa. Trời ơi, mic màu quá là đỉnh luôn. 139 cho chị Đồng Thu Phương. Quá là đỉnh luôn. Ok mọi người ơi, sẵn sàng chưa? Are you ready? Are you ready? Lên đi chị ơi. Ok, lên luôn nha. Ok, em này ạ, 55 cân quay đầu S và M mặc đẹp cho em nhé. S và M lành chất đẹp lắm. Dưới 55 cân quay đầu ạ, 150, má là 480. Chất đẹp chưa? 150, má là 480. 150, má là 480 cho em này. Em này cũng 55 cân quay đầu mặc đẹp thôi, có hình con gấu đằng trước nhá. S, M dưới 55 cân, dưới 55 cân ạ, 150, má là 494 này. 480, 150, má là 494 cho em này. S rồi, 40, 50 cân nhá. Con này ạ, giống như con quắc ở trên thị trường đang bán dưới mức giá 300-350 thế này. 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá. Rồi em này 150 ạ, má là 173. 150, má số là 173 cho em nhá. 150, má là 173 cho em này. Tiếp tục, em sẽ lên một em họa tiết này đi. Đây mọi người để gần chất sợi này. Phi size S, M, L mặc đẹp nhá mọi người. Chất đẹp chưa? S, M, L đều xinh nhá. S, M, L đều đẹp cho em ạ. 150, má là 596. 150, má là 596 cho em ạ. Size S chuẩn nhá. Con này chuẩn S rồi, xinh lắm. Như là mặc gilet nhưng nó là áo liền. 50 cân quay đầu dưới 50 cân ạ. 150, má là 630. 150, má là 630 cho em này. Xinh chưa các bà ơi. 53 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Này mọi người nhìn chất đẹp chưa. S, M dưới 53 cân, dưới 53 cân nhá. 150, má số là 109 này. 150, má số là 109 cho em nhá mọi nhá. 150, má là 109 cho em nhá. Áo à, chị Châu mặc em chốt rồi ạ. À. S, M dưới 55 cân chưa? Dưới 55 cân nhá. Em này 150, má là 479 ạ. 150, đây cái chất em bảo là các chị dưới 52 cân vào con này đẹp này. Chất đẹp lắm. 109 chốt chị Trần. Dưới 52 cân, dưới 52 cân ạ, 150, má là 142 cho em thay cho các chị con áo gấu này, chị thay áo gấu này. Cho các chị, không các chị cứ hỏi em mua rồi. Áo gấu này xinh nè. F mà mặc đẹp cho em nhé. 142 thôi chị Trần Thị Tú Anh. 479 cho chị Phạm Hương. Đây, SM cho em ạ. Con này ạ, lót lỉ trong giày nhá. 55 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 150, mã số là 47. 150, mã 47 ạ. Tiếp theo họa tiết này. Em này ạ, SM dưới 55 cân thôi nhá mọi nhá. Xinh quá này. 55 cân quay đầu mặc đẹp dưới 55 cân nhá. 150, mã là 443. Xinh chưa? 150.000, mã là 443 cho em nhá mọi nhá. Tiếp tục ạ, của em này là hoodie áng trẻ đẹp chưa? Oversize nhá, tay con cũng vừa luôn, S, M, L, XL luôn ạ. Tay của nó này, đó, chữ của nó này. Phi size S, M, L đẹp, chị S, M, L đẹp nhá. 150, má là 517. 443 cho chị Trang luôn. Con ca thì đường này có phải trên thị trường đang bán với giá cao không? Không, của chị Lộc Vừng và của chị Trang Lương. Dưới 52 cân quay đầu em lấy 160 luôn. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 160, mã số 600, ca đi đường nhá. 160.000, mã số 600 cho em nhá mọi nhá. Hoodie xinh quá này, phi size thế này, mặc dáng trùm mông rất đẹp luôn. Oversize S, M, L mặc đẹp nhá. Oversize S, M, L đều xinh, S, M, L đều xinh hết nhá. Em này 150, mã là 446. 150, mã số là 446 cho em nhé mọi nhá. Tiếp theo, hình như con hình này sẽ đắt hơn bình thường bởi vì nó là kết thủ công này. 517 cho chị Nguyễn Ly. S, M cho em ạ, dưới 55 cân rồi, S và M nhá. Em này 150, mã là 622. 150, Radio hàng xịn nhá, dưới 52 cân quay đầu nhá. Vâng, Nguyễn Ly. Quay đẹp lắm. Quay đẹp lắm. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 45 đến 52 cân này. Em này 150, chất lên ép miếng là hai mặt thôi. Mã số là 533. 533 cho em nhé mọi nhá. Tiếp theo ạ, em này là một em chất sợi rất là đặc biệt. Đẹp luôn đó mọi nhá. Mọi người nhìn này. Đó, sợi rất là đặc biệt đẹp nhá. Em này ạ, à, SM thôi, 55 cân quay đầu là đẹp. Thôi chị, dưới 55 cân nhá. Em này mức giá 150, má là 597. Ôi xinh quá này, tiểu tư điệu đà nhá mọi nhá. Ôi em này ạ, à, 55 cân quay đầu mà đẹp nhá. SM dưới 55 cân. Dưới 55 cân nhá. Ôi chất đẹp lắm, 150, má là 592. 150, má là 592 cho em. Đây là một chất len màu. Chị là thích mặc oversize unisex thì sẽ lấy này, nó là len thổ cẩm đó. Chất đẹp lắm. Phi size em này nữ mà mặc với mọi người với sơ mi trắng của Đức bên trong ấy, đặc tuyệt vời luôn.
len thổ cẩm nhá, len họa tiết đấy, 100 ba cân vừa luôn, dưới 70 cân ok, ép mà càng đẹp nhá, 150 mã 599, dòng này đắt hơn bình thường. Tiếp theo này, em này là một em áo len sợi của các chị nữ nhá. Em này ạ, ML cho em nhá. Đó, mặc dáng rộng rất đẹp luôn. ML 50 60 cân, dưới 60 cân nhá. Em này 150, mã là 542. 150, mã số là 542 cho em ạ. Mũ hút đi nhá. Em này ạ, SM dưới 55 cân này, màu phối đẹp chưa? S và M 55 cân quay đầu, dưới 55 cân nhá, dưới 55 cân thôi. 150, mã là 427. 150.000, mã số là 427 cho em các bạn nhá, 150k. Mã số là 427. Mọi người ơi, đây là một em áo Chris rất là đẹp luôn. Chris SM. Size 55 cân quay đầu nhá mọi người nhá. Đẹp nhá. Không dày đâu, vừa phải rất đẹp ạ. Dưới 55 cân quay đầu nhá, dưới 55 cân này. 150, mã số là 154. 150, mã là 154 cho em ạ. Trông đơn giản là mặc lên đẹp ấy mọi người. Em này các chị size tầm 45 đến 52 cân nhá. 45 đến 52 cân. Dưới 52 cân quay đầu, dưới 52 cân nhá. 150, mã là 146 này. 150.000, mã số là 146 cho chị Hà Ngọc Anh. Tiếp theo, em này cũng là một em trông đơn giản và rất đẹp luôn. 40 50 cân size S nhá. 50 cân quay đầu, dưới 50 cân này. Em này 150, mã là 216 cho em. 150, mã là 216 cho em các bạn nhá. 150.000, mã số là 216 cho em này. Đây, em này là có hãng nhá. Size của nó size 38. Hãng rất đẹp chưa? Dáng trùm mông nhá, trùm hẳn quần như này này, rất đẹp lắm. Em này ạ, 48 đến 55 cân. 55 cân quay đầu nhá. 150, mã là 293. 150, mã số là 293 cho em này. Đó, em này là một em à, rất đẹp quá này. Rồi, dưới 55 cân nhá, họa tiết hết đằng trước đằng sau luôn. 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. 150, mã là 141. 150, mã 141 của chị ạ, con này đẹp quá này, hàng hãng nhá. Mắt đánh size M cho em. Toàn bộ này là hoa kiểu đúng như là hoa tulip à, đúng rồi. Em này ạ, 50-55 cân size M cho em nhé. 50-55 cân, dưới 55 cân này. Em này mức giá của nó là 150 thôi. 427 chút 40. Chị Trần Minh Đức 150, mã 40 cho em nhé bạn nhé. Tiếp tục ạ, một em này à, màu đơn giản thôi. 42 chút chị Hana. 50-57 cân, màu sắc đơn giản một màu thôi. Em này với 120, mã là 147 ạ. Em này là các chị có cân nặng size tầm từ 48 đến 55 cân nhé, crop dưới 55 cân này. 40 em này 120, mã là 108. 120, bà nào con này đẹp quá. Con này là bình thường tăng hot này. Tăng hot này, hàng mới nó đang nhập về rất nhiều. 48 đến 55 cân mà giá nó hơi chát. 48 đến 55 cân cho em nhé. Dưới 55 cân này, dưới 55 cân nhá. Em này 150, chất bao đẹp luôn, mã số 91. 150, mã số 91 cho em nhé bạn nhé. Em gấu pu à. Rồi, em này ạ. Trời ơi, form quá đẹp luôn. Phi size SML mặc đẹp maximum dưới 60 cân, họa tiết bông tuyết nhá. Dưới 60 cân ạ. 150, mã là 21 chị Hòa đó. Em này ạ, các chị có cân nặng size S và M dưới 55 cân này. Dưới 55 cân nhá. Họa tiết đây, em lấy mọi người 120 thôi. Mã là 456. 120.000 mã 456 cho em nhé mọi người nhá. Tiếp theo, đây ạ. Đơn giản rất đẹp luôn, giống như kiểu sweater. Qua này chỉ SM, chữ này là in lên nhá. Rất đẹp luôn. SM dưới 55 cân, dưới 55 cân này. 150, mã số em này là 637. 150, mã 637 cho em này. Con cardigan này có phải mọi người đang mua với mức giá cao không? SM, cardigan nhất dưới 55 cân. 55 cân quay đầu dưới 55 cân này. Ồ, em lấy 150 nhá. À 160 xin lỗi mọi người, cho 150 đi. 10.000 đồng gì cả. Mã là 547. 637 cho chị Kim Duyên. Em này ạ, à, S và M 52 cân quay đầu dưới 52 cân nhá. 150, mã là 496 này. Tiếp theo này, họa tiết này các chị 50-60 cân, rất dày và rất sướng luôn, cầm chắc tay đấy. 50-60 cân, dưới 60 cân nhá. 150, mã là 51. 547 cho chị Vũ Hà Ly. Ôi, con này mọi người ơi, yêu cầu mọi người là phải mặc với giữ nhiệt hoặc với áo sơ mi để nó lên nó form mới đẹp được. Mẫu 57 cân ạ. 50-57 cân nhá. Dưới 57 cân này, phải mặc với áo sơ mi hoặc áo giữ nhiệt lên mới form mới đẹp được ạ. Thường mặc sơ mi sẽ rất đẹp luôn. Dưới 57 cân nhá, 150, mã là 401. 150, mã là 401 cho em nhá. Tiếp tục ạ, em này là một em họa tiết này. Con này chỉ 40 trên 45 cân là đẹp nhất rồi. Em lấy 120 nhá mọi nhá. Đưa đây này, chuyển cái vẽ này ra đây cho chị. Dồn dần vào nhá. 40, 45 cân nhá. Em này 120, mã là 511 cho em này. 120.000, mã số là 511 cho em nhá.
Tiếp theo, em này ạ, mùa thu mặc rất là đẹp luôn. Cái này là nó là len móc nhá mọi nhá, nó là len móc cho em ạ. Em này ạ, 50-57 cân. Em này em lấy 120 thôi, má là 401-502, má là 511 cho chị Ngô Thủy Thủy. Ôi, 53 cân quay đầu rất dày vịt nhá, dưới 53 cân này. Em này 150, má là 281 cho em này, đây. Tiếp theo, em này là một em áo len nhưng mà có khối cổ này. Em này các chị 50-60 cân, khối cổ sơ mi nhá. 50-60 cân nhá, hai khối sơ mi luôn, 150, má là 183 cho em này. Toàn con họa tiết rất xinh luôn, 83 cho em nhá mọi nhá. Đây, em này ạ, quá là nhiều em đẹp luôn. Em này lấy 120 thôi mọi người nhá. S và M nhỏ dưới 52-53 cân, dưới 53 cân ạ, 120, mã số 62. 120.000 mã số 62 cho em nhá. 281 cho chị Phạm Thảo. Hình này hình con ngựa nhá mọi nhá. Đầu con ngựa, đầu con cá đây. 50-60 cân, dưới 60 cân nhá. 150 này, mã là 240. 150, mã số là 240. Lô em sắp đến tận kề rồi, lấy mọi người 120 mặc đi, lô em cho sướng này. 50 cân quay đầu, 40-50 cân, dưới 50 cân nhá. 120, mã số 31 cho em này. 120.000 mã số 31. Chất đẹp. Những con hoodie dễ mặc như này mọi người lên lấy này. Đó, chất dày đẹp. Nói chung là 40 cân đến 52 cân mặc là rất đẹp nhá. Dưới 52 cân, dưới 52 cân này. Em này 150, 120 đi. Mã số em này là 92. Đấy. Tha hồ mặc đẹp rẻ. Đây ạ, à, hình nhá. Em này 40 cho đến không, con này của Kit này size 15 là các con nặng tầm từ 38 đến 42 cân các con. 38 42 cân, dưới 42 cân nhá. Em đến mọi người có giá 100.000. Dưới 42 cân nhá, 100.000. 295. 100k mã là 295 cho em. Hình con Mickey Mouse rất xinh luôn. S, M, L đều đẹp nhá. S, M, L đều xinh này. S, M, L đều xinh nhá. Em này 150 ạ. Mã số em này là 232. 150 mã 232 này. Size S rồi. Con này phối rách nhá mọi nhá. Phối rách ở dưới. 62 cho chị. Thu cuối. Chuẩn S, chuẩn S. Phối rách ở dưới nhá. 120 này. Mã số là 98. 120.000 mã số 98. Những con đơn giản này này. Mọi người dễ mặc lắm, các chị nào chân phương mọi người cứ lấy những cái này về mặc dễ. 40-50 cân, dưới 50 cân nhá. Em này mức giá của nó là 120, mã là 211. 120.000 mã số là 211 cho em này. Tiếp theo hình xinh lắm, size XL cho em nhé mọi nhé. XL cho em, XL nhé mọi nhé. Em này các chị dưới 65 cân, 57-65 cân, dưới 65 cân nhá. 120, mã số là 121 cho em này. Đơn giản đẹp. 120, mã là 121 cho em nhé mọi nhé. Đây, một màu nhá, tay của nó chuông này. Size 50-55 cân là đẹp đấy, size M cho em nhé mọi người nhá. 50-55 cân, dưới 55 cân nhá. 120, mã là 275. 120.000 mã số là 275 cho em nhá. Ôi, chất len của nó rất là mềm luôn nhá, sờ rất là sướng tay. Chữ làm nổi nhá. 40-48 cân, chất đẹp lắm, dưới 48 cân nhá. 150, mã là 407. 150, mã số là 407 cho em nhé mọi người nhá. Tiếp theo này, mát đánh size L và cái này là bản thiết kế nó có size 55-60 cân cho em nhé mọi nhé. 55-60 cân cho em nhé. Dưới 60 cân size L cho em này. Em này mức giá 150, má là 482 chị Hà Kim. 150, má là 482 cho em này. Ôi, ML mặc đẹp nhá, chất sướng lắm, mềm. 55-60 cân, dưới 50-60 cân, dưới 60 cân nhé. 150, má là 647. 150, mã số là 647 cho em này. Size 45-52 cân là đẹp nhất rồi. Màu xinh chưa? 45-52 cân, dưới 52 cân nhá. 150, mã số 86 ạ. Ủa con này ạ, chị nào chơi chơi đâu. 30 cân cũng vừa. Phi size S, M, L. Cái này phải là dân chơi nhá các chị nhá. Các chị ở sành điệu với mặt được đấy. S, M, L đều mặc xinh hết cho em ạ. Những cái họa tiết làm nổi luôn này. 150.000, cực kỳ tốt luôn á. 150.000 nhá, phi size S, M, L, mã là 128. 128 cho em nhé mọi nhá. Tiếp tục lại một em hồng nhá. Em này thì nhỏ thôi, size 40-45 cân. Rất là xinh luôn, em lấy 120 nhá. 40-45 cân, dưới 45 cân ạ. 120, mã là 239 nhá mọi nhá. 120.000 mã số là 239 cho em này. Một màu dành cho các chị nào thích đơn giản này. 45-53 cân, dưới 53 cân cho em nhá. 58 quay đầu. Em này 120, mã số là 74. 120.000 mã số là 74 cho em nhé. Tiếp tục ạ. À, em những con này này đơn giản và đẹp lắm. Hình con gấu nhá. Dáng của nó là trùng mông. SML mặc đẹp nhá. SML mặc xinh luôn. Đó là dấu quả quần luôn á, xinh lắm. Em này béo và dấu dáng tốt. 150, mã là 146.
150, má là 146 cho em nhé. Đây họa tiết hình con tuần lộc nhé. 55 cân quay đầu thôi. 55 cân quay đầu mà đẹp dưới 55 cân nhá. 150, má là 224. 150, ông già tuyết cho em này. Em này chỉ 40 trần 48 cân thôi là mặc đẹp nhất rồi. Ông này nó nhìn nó vậy thôi, nó không to như vậy đâu. 40 48 cân, dưới 48 cân nhá. Em này 120 đi. 146 là 25 Vạn Thị Hầu. 120 là 25 cho em này. Đơn giản đẹp chưa? Con ông già tuyết 120 nhá. Vâng. S và M dưới 55 cân nhá. Em này 150 cổ lọ này, má là 223. 150 má là 223. Hoodie nhá, rất dày đẹp ạ. S và M nhỏ dưới 52 cân. Dưới 52 cân nhá. Em này 120 thôi. Mã số em đây là 73. 120.000 mã số 73 cho em nhé mọi người nhé. Đơn giản này. Em này ạ, tay của nó còn rút dây đơn giản thôi. Em này mát rồi. Size này các chị 45 đến 52 cân nhá. 45 đến 52 cân, dưới 52 cân này. Em này em lấy mọi người 120 thôi, mã là 181 nhá. 120 này mã là 181 cho em nhá. Hình con mèo này. Đây là 73 cho chị Anh Dung. S M. Em này dưới 55 cân, trùm trùm quần luôn, dưới 55 cân nhá. 223 150 mã số 14 này. 150 mã 14 cho em này, hình xinh chưa? Anh Dung cái số inbox tin là cho tiếp ạ. 55 cân quay đầu mà đẹp nhá, xinh chưa? Thì Anh Dung inbox luôn số này chỉ đi ạ. Ôi các bà ơi. 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhé, dưới 55 cân. Dưới 55 cân nhá. Em này em lấy mọi người 150 ạ, mã là 118. Xinh. Đây cái hình này mới đơn giản này, nó giống như kiểu giống như hàng có hãng ấy. Nó làm theo cái form hãng ấy, nên là trông đơn giản đẹp lắm, một fly phối hợp với nhau. Size chuẩn S thôi mọi người ạ, 50 cân quay đầu thôi. 40 50 cân, dưới 50 cân nhá. Em này 150, mã số em này là mã số 54. 150, mã số em này là mã 54 cho em này. Đây bà nào lấy con này đẹp này. Tôi mặc lên là các bạn hỏi ông nha. SM cho em nhá. SM dưới 55 cân thôi. Quần màu xinh lắm. SM 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 150 má là 596 đây. Đây em đơn giản như này thì nó lại thường có cầu vai, xong rồi tay của nó một bên phối sơ mi nhá, nó là áo kiểu luôn. Cái này thì nó không có ghi size, có nghĩa là phi size. SM L đều mặc đẹp cho em. Đó, xinh lắm. 596 cho chị Hà. SM L đều mặc đẹp nhá. Em này 150 mã số 34. 150 mã số 34 cho em nhé. Em này mỏng nhẹ vừa phải thôi, 50 60 cân nhé. Rồi em lấy mọi người 100.000 này, mã số 17. 100k mã số 17 cho em nhé. Tiếp theo ạ, em này đơn giản này, mắt đấy là size L cho em nhé, xinh quá này. Ôi con này ạ, nam nữ đều đẹp, 60 cho đến 64 cân, nam nữ đều đẹp nhé. 60 64 cân, dưới 64 cân nhé. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 120, mã số là 190. Anh ơi, cân nặng tầm 34 cho đến 37 cân, rất xinh luôn. 34 đến 37 cân nhá, dưới 37 cân. Em này lấy 90.000 ạ, mã là 780. 90.000 mã 780 nha em này. 90k mã số là 780 nha em nhé mọi người. Họa tiết này. Em này ạ, dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhé. Thay đi, thay đi. 52 cân quay đầu, dưới 52 cân nhá. Em này mức giá của nó là 150, mã số là 182. Em gấu của em đang mặc là các chị có cân nặng size dưới 52 cân là đẹp thôi nhé mọi nhé. 150. 52 cân quay đầu, dưới 52 cân nhá. 150, mã là 494 này. 150, mã số là 494 cho em nhé mọi người. Tiếp tục ạ. À, em này có một 780 cho chị Tun Tun. Rồi mọi người ơi, cardigan em cũng lấy mọi người 160 là gọi là lấy chỗ đi lại nhá, chất giày đẹp cực luôn. 55 cân quay đầu, dưới 55 cân nhá. 160, mã là 195. Đây 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 đây. 42, 494 cho chị. Em này ạ, à, dáng trùm mông giống như là váy luôn. Oversize S, M, L mà đẹp luôn. Chị nào thích mặc form rộng và váy trùm mông như này, không ra dáng, không phải dáng váy đâu ạ. Dáng này nó là dáng áo trùm mông rất đẹp luôn. Phi size ạ, à, 150, mã số 22. 150.000, mã số 22 cho em nhé mọi nhá. 150k, mã số 22 cho em. Tiếp theo này, một em cổ tim nhá. Cái này mọi người phối á, áo giữ nhiệt hoặc là sơ mi đều đẹp ạ. 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. Em này 150, mã là 155. 150, mã số là 155 cho em ạ. Đây em này cổ tim nhá, thì cái áo như các bạn tiết có là theo lên nhá. Em này ạ, mắc ở đấy là size S, S, M đều đẹp cho em nhá. Em này ạ, 45 đến 55 cân. 45 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. 120, mã số 13, theo lên, len theo lên.
120, mã số là 13 cho em này. 155 cho chị Hương Nguyên. 40 cho em đến 48 cân là đẹp nhất rồi ấy. 40, 48 cân. Con này là dày lắm, bên trong một lớp lót lông nữa này. Em này 150, mã số 65. 150, mã số 65. Nhưng con này chị làm với cá tính thì lên mới phối được này. Bởi vì cái mềm màu của nó phối quá chất luôn. Em này SML mặc đẹp nhá, phối cực kỳ chất luôn. SML mặc xinh hết nhá. SML đều mặc xinh này. 150 nhá, mã là 564. 150, mã số là 564 cho em nhá. Tiếp theo em này ạ. Em này ạ, oversize SML nhá. SML mặc đẹp ạ. 100.000 thôi, mã là 467. 100k, mã số là 467 cho em ạ. Phối màu đơn giản nhá. Em này 40 cho đến 48 cân của các chị nhá. Chỗ này của là họa tiếp theo. 40, 48 cân, dưới 48 cân nhá. 120, mã là 282 cho em này. 120.000, mã số là 282. Giúp chị Phạm Thảo. Đó, đây. Tim nhá. Em này ạ, cổ tim này. 48 đến 53 cân, dưới 53 cân nhá. 150, mã là 772. 150, mã số là 772 cho em nhé mọi nhá. Thỉnh thoảng có những con cổ tim rất đẹp. Em này là của em oversize. Nhưng con này em tư vấn mọi người size S là mặc xinh nhất rồi. Đây có mát nhá. Size S ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp dưới 50 cân rồi. Em đến mọi người 100.000, mã là 484 này. Cho em bị S ạ, 100.000, mã số là 484 cho em nhé. 772 cho chị Hà Thanh. Mắt đánh size M nhá, nam nữ đều đẹp luôn này. Nói chung là len này thường như là nó là hàng của kiểu hàng Nhật hoặc hàng Mỹ á. Thế nên là ra cái chất của nó, chất len sợi họa tiết rất đẹp luôn. Em này oversize, nam dưới 60, dưới là dưới 65 cân, nữ thoải mái luôn. Mặc cái sơ mi trắng cực kỳ đẹp luôn á. Cái này bình thường cách shop tầm là 320 một cái. Em này 150 nhá mọi nhá. Mọi người cứ chặn được mà xem. 150 thì ở sang hàng xì xành là mọi người sẽ biết này. Mã là 564. 564 cho em nhá. Các bạn em để đồng giá quen rồi, em không size 150 các con ạ. 35 đến 38 cân các con nhé mọi nhá. Mặc cái áo len nóng thật đấy. 35 đến 38 cân, dưới 38 cân nhá. Em này 100.000 ạ, mã là 579 này của các con nhá. 100k mã số là 579 cho em này, đơn giản này, phối đây. Em lấy 120.000 nhá. Sweater rất đẹp luôn. SM, SM dưới 55 cân ạ. 55 cân quay đầu dưới 55 cân nhá. 120 này phối lên à. Mã là 619 nhá. 120.000 mã số là 619 này. Đây con này mới đẹp này. Các chị size L, XL nghe em đi ạ. 55 đến 65 cân. Phối với quần jogger trắng thì thôi rồi luôn. Dưới 65 cân. Trông nó gọn nó đẹp ấy. Dưới 65 cân nhá. Em này 150 mã là 201. 150 mã số là 201 cho em nhé mọi nhá. Tiếp theo ạ. Em này ạ, size ạ, chuẩn S thôi. 40 đến 50 cân ạ. 50 cân quay đầu. Em này 120, mã là 119. 120.000 mã số là 119 cho em này. Đây là của em len thủ cẩm nhé mọi nhá. Giống như kiểu chất liệu của bạn Polo, rất xinh luôn, chất sợi ấy. Em này ạ, chuẩn S cho em nhé, mặc cái sơ mi trắng rất xinh, 50 cân quay đầu. 150, mã là 503. 150.000 thôi, mã số là 503 cho em nhé. Đây những con này. Chất len cầm ba phê luôn ạ. S và M. S và M nhá. Em này ạ, các chị có cân nặng size dưới 53 cân quay đầu. Dưới 53 cân ạ, 150, mã là 217. 150 này, mã số là 217. Màu phối đẹp chất đẹp ạ. 150, mã số là 217 cho em này. Noel rất đến rồi các bà ơi. Chuẩn S rồi. 40 đến 50 cân nhá, size S ạ. 50 cân quay đầu dưới 50 cân này. 150, mã là 252. 150.000, mã số là 252 cho em nhá. Chất đen sợi thì hơi bị hiếm luôn ạ. Đây là cardigan nhá mọi nhá. Cardigan ạ, SML. Maximum là 60 cân quay đầu nhá. Dưới 60 cân, 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Em khoác này 150, mã là 577. 150, mã 577 nha em ạ. Ui, các bạn lấy luôn con thảo thủ cầm đấy ạ. 251 chị. Dưới 65 cân. Con này nó là len họa tiết. Chất liệu thường xuất phát từ Hàn, từ Nhật và Mỹ mọi người ạ. Em này dưới 65 cân nhá. Con này nam nữ đều đẹp này. Mặc cái sơ mi trắng thì 577 chất chị. 150, mã số 93. 150, mã số 93 cho em nhá. Một màu thôi. Em này ạ, 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. Em này 120, mã là 296. 120.000 mã số là 296 cho em nhé mọi nhá. Đây những con thổ cẩm này các bà ơi. Có cân nặng size nam, có cân nặng dưới 70 cân nhá. Nữ thì thoải mái, mặc rộng hẳn luôn, rất đẹp luôn. Đó. 70 cân quay đầu dưới 70 cân nhá. Em này ạ, 150 mã số 57 ạ. Nam nữ đều đẹp luôn ạ. Thổ cẩm đấy ạ. 150. Thỉnh thoảng có lẫn một vài cân kit ở đây thì em cũng được bán luôn nhá. Em này 40 đến 45 cân nhá. Trẻ con người lớn đều ok. Em lấy 120 thôi.
40 đến 45 cân, dưới 45 cân nhá. 120, mã số là 536 cho em là dưới 45 cân. 120, mã số là 536 cho em nhá. Tiếp tục ạ. Em này là bọn em chất len bao vừa sao nhỉ? Mới, cầm dày dặn. Nó sẽ lai giữa len và lỉ, thế nên là mọi người mặc rất dễ chịu luôn. Em này free size SML, cứ dưới 60 cân mặc đẹp cho em ạ, màu mận nhá. 60 cân quay đầu này, 150, mã là 550. 150.000, mã số em này là 550 cho em nhé mọi nhá. 150k, mã số là 550. Đây, đây là một em chất len xịn nhá mọi nhá, dày và đanh lắm ạ. Em này các chị size tầm 50 đến 57 cân. 50 đến 57 cân ạ, dưới 57 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này mức giá của là 150, mã là 478 này. 150, mã số là 478 cho em nhá. 150.000, mã số là 478 cho em nhá. Tiếp theo một em chất len sợi. Em sợi hôm nay em chả làm được con nào luôn đấy. Thì chẳng lẫn vào đây thì lẫn được. 48 đến 55 cân, chất len sợi nhá mọi nhá. 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. Em này 150, mã là 238. 150.000, mã số là 238 cho em nhá mọi nhá. 478 xuất chị Hương Linh Nhi. Đây. Em này ạ. ML mặc đẹp cho em nhá. Nào, ML mặc đẹp nhá. Em này 150, mã là 901. 150, mã số là 901 cho em nhá mọi nhá. Con này là có những cái hình rất là xinh luôn. Size 50 đến 55 cân thôi mọi người, chỉ size M là mà con này đẹp thôi, L mà không đẹp đâu. 50 đến 55 cân nhá, hình đằng trước đằng sau có này. Dưới 55 cân nhá. 150 ạ, mã số là 426 cho em nhá. 150, mã số là 426, những cái hình này nó làm nổi lên này. 150, mã số là 426 cho em nhá mọi nhá. Tiếp theo ạ. Trời ơi, crop top này, tay hai bên dài dáng của hàng nhá. Trời ơi. 47 đến 53 cân cho em này. Dưới 53 cân nhất, form đơn giản và rất đẹp luôn, họa tiết nổi. Dưới 53 cân nhất, tay dài mọi người để sắn lên được bởi vì cái này làm xẻ mà. 150, mã số là 515. 150, mã số là 515 cho em nhé mọi nhá. Đó, tiếp theo ạ. Em này em có những em này em đến 120 này. Ồ. Em này các chị có cân nặng 45 đến 55 cân nhá. SM 45 đến 55 cân ạ. 120, mã là 578 này. Chất đẹp chưa? 120.000 thôi, mã số là 578 cho em nhé. 120, mã số là 578 cho em này. Tiếp tục ạ. Em này ạ, 47, 55 cân, dưới 55 cân ạ. 120 thôi, mã số là 618 này. 120, mã số là 618 cho em này. Tiếp tục nhá. Em này là mấy em cardigan vin nhá. Các chị nào theo phong cách vin mà nhìn con này chắc thích mê luôn ạ. Cổ cao nhá. Em này ạ, ML 578 cho chị Minh. Chất lên xịn đấy, 50-60 cân nhá. 160 này, mã là 623. 160.000, mã số là 623 cho em nhé. Em này ạ, các chị có cân nặng size 50 dưới đến 57 cân. Dưới 57 cân nhá. Em này em lấy 120, mã số là 465. 120, mã số là 465 cho em nhé mọi nhá. 120.000 thôi. Đây, chất dày đẹp chưa này. Em này ạ, thì cái thông này nó làm nổi lên này. F và M dưới 55 cân nhá. Xin chưa. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 55 cân thôi. Em này em lấy mọi người 150 ạ, mã là 529. 150.000, mã số là 529 cho em nhé. Chất xinh. Đây, con này là chất len sợi nhá. Chỉ size S mặc đẹp thôi mọi người ạ. Chỉ size S mặc xinh thôi. Chất S nhá. 40-48 cân thì cho xinh nhất này. 40-48 cân nhá, dưới 48 cân này. 150, mã là 573. 150, mã số là 573 cho em này. 529 cho chị Huyền Nhật. Tiếp theo này, em này nhá. Bốn màu này. Ôi, cái này hàng hãng luôn. Em này mắc đánh XL cho em nhé. 65 cân quay đầu này. 60-65 cân, dưới 65 cân nhé. 120, mã là 434 cho em nhé. 120.000, mã số là 434 cho em này. 573 cho chị Sầm Thị Kim Liên. Đây. S và M cho em ạ. 53 cân quay đầu, dưới 53 cân nhé. 150, mã là 110. 150, mã là 110 cho em nhé. Đây, họa tiết này. Ơi bà ơi, con này chất quá. S là M cho em nhá. 53-54 cân quay đầu mặc đẹp cho em này, chất đẹp chưa? Dưới 54 cân nhá. Em này 150 ạ, mã số 19. Chất đỉnh luôn đấy. Người phải nhìn cái phần cổ nó sẽ ra thân. 150 mã số 19 cho em nhé mọi nhá. Đây, có một em này nó là khoác len phối siêu ngầu luôn. Phi size SML, mọi người nhìn chất jean của nó đẹp chưa? Chất jean này ít gặp lắm. S, M, L đều đẹp nhá. Khoác jean, khoác len ạ. Phối jean nhá. S, M, L đều xinh ạ. Cái phần cúc tay em chưa đóng đâu. S, M, L mặc đẹp nhá. 160 ạ. Mã số em này là mã số 83. Chất giày đẹp luôn nhá. Cam kết mọi người là tương đương 1 tiền triệu luôn. Mã số 63 cho em nhé mọi người nhá. Đây.
52 cân, dưới 52 cân nhá. 150 này, mã là 204. 150, mã số em này là mã 204 cho em nhé. Đây, em này là oversize, các bạn trẻ sẽ rất thích luôn. Oversize ạ, dưới 65 cân là mặc đẹp cho em nhé. 65 cân quay đầu nhé mọi người nhá. 65 cân quay đầu, dưới 65 cân quay đầu nhá. Em này 120, mã số 66 cho em này. 120.000, mã số 66 cho em nhé mọi người nhá. Ui, lên theo này mọi người ơi. Con này 150.000 nó không bằng giá nhập luôn á. SML mặc xinh cho em nhé. Theo hết toàn bộ luôn. SML này mặc đẹp, nó gọi là xinh chất nha mọi người. Em này 150. Không chứ chị Thanh ơi. 150 nhá. Mã là em này là 257 ạ. Theo hết luôn. 150, mã số là 257 cho em ạ. Lên nhanh nè, không còn đâu. Em một màu tím đơn giản này. Em này 50 đến 57 cân, dưới 57 cân nhá. Em này 120, mã số 50. 120.000, mã số 50 cho em này. Mát đánh em này ạ, size M, dáng kiểu sweater nhá, size M cho em. 257 cho chị Đồng Thu Phương. Size M nhá, dưới 55 cân quay đầu, dưới 55 cân này. 120, mã số 39 cho em nhá. 120.000, mã số 39 cho em này. 50 cho chị Hòa Đỗ. SM dưới 55 cân nhá. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Các bạn thích kẻ ngang rất đẹp luôn. 150, mã là 244. Con này là XS đẹp. À, S này 40, 50 cân nhá. Ai ở cuối này, phòng nhá. 50 cân quay đầu, dưới 50 cân nhá. 120, mã là 166 á. 120.000, mã 166. Các bạn hút đi đơn giản này. Hút đi này, các chị ở cân nặng size tầm 55 cân quay đầu. Không, 40, 52 cân thôi. Trông đơn giản, chất dày dặn lắm. Dưới 52 cân size nhỏ nhá. 52 cân quay đầu mặc đẹp. Em lấy mọi người mức giá 120 ạ. Mã là 265. 120.000, mã số là 265 cho em nhé mọi người nhá. Úi, đơn giản là đẹp luôn này. Này, các chị có cân nặng size ML mặc đẹp cho em nhé. Chỗ này của nó khối lông thỏ này, chữ này. 50 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. Em này 150. Mã số em này là mã số 89 cho em nhá. 150k, mã số 89 cho em này. 150.000, mã số 89 nhé mọi người nhá. Tiếp tục ạ. Chị nào thích những cái ngoại tiết cho gọi là áo á. Đây, em này các chị dưới 65 cân là nó đẹp cho em này. Những cái họa tiết này là thêu lên nhá. Còn những em này là dẹp cùng áo luôn. 60, 65 cân, dưới 65 cân ạ. Em này 150, mã là 556. 150, mã số là 556 cho em này. Chị nào thích họa tiết ạ. Còn chị nào thích đơn giản thì mình có thể thích những cái áo như này. S và M, chỗ này của nó là đan vào đấy ạ. S, M, 45 đến 55 cân. Dưới 55 cân nhá, 55 cân quay đầu mặc đẹp này. Em này mức giá của nó là 150, mã là 289. Em này chọn điều mà thấp xuống. Tiếp tục mọi người ơi. Em này 55 cân quay đầu, chất đẹp chưa? Em lấy 120.000 thôi. SM, 55 cân quay đầu, dưới 55 cân nhá. 120, mã số là 260. 120.000, mã 260 cho em này. Tha hồ mà mặc cái con này 120 chất đẹp ạ. 120, mã là 260 cho em này. Nha. 556 cho chị Mẫn Ca. Vi size SML đều đẹp nhá. Cái này dưới 60 cân. 60 cân quay đầu, dưới 60 cân nhá. Em này 150, mã số là 106 ạ. 250 cho chị Trang Hương. Mã là 106 cho em này. Rồi, phối màu đẹp chưa? Em này lấy 120 rồi. 40 và 48 cân mặc đẹp nhá, dưới 48 cân. 120, mã số 38. 120.000, mã số 38 cho em ạ. Ui. Chị nào mà thích phong cách kiểu độc độc nữ là mọi người lấy những con này quá đẹp luôn. SML. Cái này họa tiết không giống ai đâu. Nhưng mà rất đẹp, trông đơn giản thôi, nó không có quá là ấy đâu ạ. À, SML cho em ạ, 60 cân quay đầu, dưới 60 cân nhá. Em này mức giá 150 ạ, mã là 218. 150, mã là 218 cho em ạ. Con này ạ, em lấy 120 thôi. Chất này là thêm nhá, 50 cân quay đầu và đẹp. 40, 50 cân, dưới 50 cân ạ. Em này 120 thôi, mã số 64 này. Chất đẹp chưa? Đơn giản rất đẹp luôn. 120.000, mã số 64 cho em ạ. Tiếp theo một em lên nhung size L cho em nhé. Em này các chị 55 đến 60 cân. 60 cân quay đầu, dưới 60 cân nhé. 120 thôi, mã là 242. 220 260 cho chị Út Hải. Ông già Loen nhá. 218 cho chị Hằng Hòa. Em này 50 cân quay đầu, dưới 50 cân. Ông già Loen nổi em đấy, 120 thôi, mã là 105. 120.000, mã số là 105 64 cho chị Ngọc Quyên. Đây. Đây là dáng rộng oversize nhá. Em này dưới 65 cân là mặc ok luôn, mặc chùm cả quần luôn. 120 mã là 150, ông già Loen đây. À, 40 cho đến 48 cân nhá mọi người nhá. Anh ơi giới thiệu, đang chờ tín hiệu phát của. 40 48 cân nhá. Cái điện thoại này bị sao ấy? Em này là 120 mã là 233 này. 120 mà không, máy này không bị. Đi chuyển đúng rồi.
Đứng dậy xử lý. Thế anh chuyển ngay. Ở đây là kém. Em này ạ, FM dưới 55 cân nhá. Giật thế nhỉ? 106 có không? Em tốt 106 rồi. Ừ. Mạng lát ấy, mạng vừa có vấn đề không ạ? Thoát ra ngoài được với chị ơi. Ổn định lại chưa? Size S 50 cân quay đầu nhá, 40 50 cân này, 120, mã là 452. 120 nghìn, mã số là 452 cho em nhé mọi người. Bạn thiết kẻ này đẹp xa mát luôn các bạn ơi. Em này ạ, 55 cân quay đầu. Trắng trắng ấy chị ơi. Đây này, chất đẹp chưa? 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Riêng con này à, 150 các bạn sướng luôn. Dưới 55 cân nhá, size M, 150, mã số 90. Chất đẹp lắm. Cái này bạn biết nó là dệt nổi lên thôi này. 150, mã số 90 cho em nhé. Đây này, những con này chất đẹp thật đấy. Cái này còn một như cái áo như này này. Mọi người nhìn có thể là shop, rất nhiều shop bán giống nhau mà họ chỉ bán 80.000 thôi, 79.000 hoặc 69.000 thôi không. Nhưng mà hàng 150 nó vẫn khác nha. Size S ạ, 50 cân quay đầu dưới 50 cân ạ. Em này 150 nhá, mã số 49 này. 150, mã số 49 cho em nhé mọi nhá. Tiếp tục ạ. 90 cho chị Băng Tâm Phương Thương. Em này size S cho em này, 50 cân quay đầu theo nhá, dưới 50 cân này. Em này 120, mã là 253. 120.000, mã số là 253. Úi xời, đẹp chưa? Size 40 đến 48 cân, dưới 48 cân nhá. 150, mã số 81. 150, mã số 81 cho em ạ. Úi xời, đẹp chưa? Oversize nhá, S, M, L mặc đẹp dưới 60 cân này. Chỗ này của nó là nhung đấy mọi người ạ. 60 cân quay đầu dưới 60 cân nhá. Em này 150, mã là 285 cho em nhé mọi người nhá. Tiếp tục ạ, em đỏ này em lấy 120 thôi. Em này phối rách nhá, em này 48 đến 55 cân này. Dưới 55 cân ạ, 120, mã là 219. 120.000, mã số là 219 cho em nhé mọi nhá. Những con như này đẹp này, 50 trên 57 cân, những cái quả này, quả cherry này nó nổi lên đấy. 50, 55 cân này, dưới 55 cân nhá. 150, mã là 153. 150, mã số là 153 cho em nhé mọi nhá. Em này là phối cổ đấy, em lấy 120 thôi. Em thấy có con họa tiết dài bên trái. Đây hả? Đẹp đây. Lại tí. Em này ạ, 48 đến 55 cân, dưới 55 cân. 153 cho chị Trang. 120, mã là 220 này. Con này nam mặc đẹp luôn ấy. Các ông mà cho đi mặc với sơ mi đi làm thì có thể các bạn đẹp phải chuẩn luôn. 60 cho đến 66 cân. Nam nữ đều đẹp luôn ạ. Chất đẹp lắm, có mấy con họa tiết trong ngày hôm nay luôn. 60, 66 cân nhá. Nhìn họa tiết sang chưa? Em này ạ, chất đẹp luôn ạ, 150, mã là 599 nhá. Đấy, 220 giúp chị Phạm Thị Hồng. Đây, chị con họa tiết này mọi người nhìn thấy khác biệt chưa? Nó khác hẳn về còn lại luôn ạ. Rồi, 64, 68 cân của nam dưới 68 cân nhá. Em này 150, mã số 57 cho em này, làm con đẹp luôn. 75 cân vừa không chị? 75 cân không vừa. 75 cân không vừa đâu chị ơi. 75 cân không vừa nha. Đây, 75. Ui, con thủ cẩm này đẹp chưa? Đây, con là con là len họa tiết đây này, đẹp chưa? Rồi, tầm 67 cân quay đầu của nam đẹp chưa? Dưới 67 cân nhé, con họa tiết này em đảm bảo mọi người là đắt tiền luôn đấy. Dưới 67 cân nhé, dưới 67 cân này. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 150, nam rất là đẹp nhá. Mã số 51. Ngày hôm nay có 5 con họa tiết thôi. Con này là của nữ này, trời ơi, lo em đến nơi rồi. Em này nhá, phi size S và L, nó mặc chùm đều luôn. 57 chốt, S và L mặc đẹp nhá. Em này mức giá của nó là 150, mã là 152. Đẹp chưa, đẹp chưa? Em này SM dưới 55 cân nhá. Rồi, 55 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 150, mã là 158 cho em này. Xinh xinh. 150, mã 158 cho em này. Chất mềm, nhẹ tênh. 150, mã là 158 cho em nhé mọi nhá. Đây ạ, em này ạ. Con này là mà em khoác nhá, mắc đánh size S cho em. Khoác kiểu quá là hơi bị hiếm đấy ạ. S và M, em này 45 đến 53 cân quay đầu. Trời ơi, con khoác này lên 160 lên luôn này. Đó, 160.000 anh nhanh được. Mã số là 191 cho em này.
191 cho em nhé bạn nhé. Tiếp theo nữ ơi, 158 giúp chị Trang. 48 đến 53 cân, dưới 53 cân nhé. Em này mức giá của 150, mã là 631. 150, mã 631 cho em này. Con này kit cho em nhé. Em đếm mọi người 100 nghìn thôi. 191 cho chị Tuyết Minh Nguyễn. 35, 38 cân, dưới 38 cân ạ. Em này 100. 100 nghìn thôi. Mã 38 cân quay đầu. Mã số là 562. 562 cho em nhé. Lên luôn con này 120 nghìn thôi, suy nghĩ luôn. S và M phối jean nhé. S và M 120, mã là 243. 120 nghìn, mã số là 243. Chất rất đẹp luôn. Đây này, mọi người lấy con này đi này. Trời ơi. 5. Đây, chỗ này là theo trước nhá. Rồi, 562 cho chị Thúy Lành Nguyễn. 75 cân quay đầu vào đẹp này. Nữ mặc sang S cũng đẹp luôn đấy. Bởi vì cái phong này dễ mặc lắm. Dưới 75 cân của nam nhá. Đây, lấy con này đi. Bà nào vừa hỏi cổng cẩm đấy. Sơn dân sạch điệu đi. 150, mã là 570. Lấy luôn. Chỗ này theo nét căng ạ. 150, mã số là 570. Không về lại đâu. Thỉnh thoảng nó lẫn rồi. 55 đến 60 cân của nữ nhá. Dưới 60 cân này. 150, mã là 525. 150, mã số là 525 cho em này. 525 cho em ạ. 570 cho chị Nguyễn Nga LC. Đấy, em này các chị size tầm 50 57 cân nhá, chất đẹp lắm. Dưới 57 cân ạ. 150, mã là 488. 150, mã là 488 cho em này. Nhưng con này mọi người biết làm theo phong cách của bọn chị không? Cái này của trẻ con, nhưng mà em nói trước là nếu mà có người lớn mà giống chốt đi, bởi vì là của nó là ve. 30, 35 cân các con nhé, dưới 35 cân này. 100 nghìn thôi, mã là 898. 100 nghìn của các con nhé, mã số là 898 cho em này. Chỉ 100 nghìn thôi, mã 898 cho em nhé. 525 cho chị Lương Thị Mai. Con này trông sang chảnh chưa, SM đính đá hết này. Nó làm theo phong cách của bọn SHNB ấy, mọi người đẹp lắm. S và M dưới 53 cân nhé, trông tiểu thư lắm. 150 này, mã là 497 này. 497 cho em nhé bạn nhé. Đây, họa tiết đơn giản. Màu đơn giản thôi, 55 đến 60 cân nhá. 60 cân quay đầu, dưới 60 cân này. Em này 150, mã số là 640 này. Đơn giản và đẹp, 150, mã là 640 nha anh nhá mọi nhá. Tiếp theo. Em này chất len sợi, nhìn rõ từng sợi đan luôn nhá mọi nhá. Rõ từng sợi đan ạ. 52 cân quay đầu mặc đẹp. 50 cho chị Tống Thùy Linh. Dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 52 cân này. Em này 150 nhá, mã là 626. 150, mã số là 626 cho em nhé mọi nhá. Ờ, mà em hút đi nhá, họa tiết da beo. Em này 50, 60 cân này. Dưới 60 cân nhá, em hút đi em lấy 120, mã là 522. 120 nghìn thôi ạ, mã số là 522, dáng rộng, dễ mặc. 522 cho em này, tiếp tục nhá. Em tiếp theo là mà em hút đi chất bao đẹp luôn. Ôi, cái con này nữ ạ, các chị nào mà phong cách khỏe, lấy con SM này. Tôi thề các bạn cho chị S và M dưới 55 cân nhá. Cầm xuống lắm, dưới 55 cân này. Cầm áo xuống cực, 150, mã là 246. Chất quá phê. 150, mã là 246 cho em nhá. Tiếp theo, em này các chị size ạ, 50 cho đến 55 cân. Cổ tim này mọi người mặc sơ mi rất đẹp, dưới 55 cân này. 150 ạ, mã 120 đi, mã là 189. 120 nghìn, mã là 189 cho em ạ. Size S và M dưới 52 cân nhá, dưới 52 cân này. 150, mã là 227. Phi size, dáng rộng trùng mông nhá, những cái này đang hot luôn. Dáng rộng trùng mông nhá mọi nhá. Nó không phải là cái máy len truyền thống như mọi người hay mua á. Mà nó dáng này các bạn mặc lên nó khoe chân đấy, rất đẹp luôn. Oversize nhá, dáng rộng này, 150, mã là 137. Nhưng cái dáng rộng hẳn như thế kỳ tìm hơi khó. Em này ạ, em này các chị có cân nặng tầm từ 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. 120, mã là 259. 120, mã 259 cho em này. Ôi, trẻ con 34 đến 38 cân các con. Chất rất đẹp luôn ạ, dày đanh luôn. 100 nghìn thôi. Dưới 38 cân nhá, 100 nghìn thôi ạ. Mã số là 85, chất đẹp lắm này. Cầm tay không hết. Mã số 85 cho em nhé. 100 mấy ạ? Size M cho em này, 100 nghìn. Size M của nữ nhá. Em này ạ, 48 đến 55 cân. Dưới 55 cân nhá. Em lấy mọi người 150, mã số 72. Cái cái đỏ, cái caro đằng sau đi bà. Đây, vỏ caro này đúng không? Em này ạ, dưới 50 cân rồi, size M 40, 50 cân nhá. 120 này, mã là 527. 120, mã số là 527. Đây là em phát lên nhá. Con em đến 150 đi, nó là béo rất xinh. 40 cân đến 52 cân. Dưới 52 cân nhá, dưới 52 cân này. 150, mã số là 188.
150, mã 188 thổ cẩm đấy mọi người ơi. Cái con này thì nó là, nói chung là chị nào đã thuộc những cái phong cách này rồi đấy, mặc với sơ mi trắng lên đảm bảo mọi người trông khác biệt hoàn toàn, không mọi người không nhận ra đâu. Em này 60 cân quay đầu nữ nhá, dáng trùng mông dưới 60 cân này, thổ cẩm đẹp lắm. 450, mã là 457. 450, mã 457 cho em này. Đơn sắc một màu nhé mọi nhá, có cúc này. 45 đến 55 cân, dưới 55 cân ạ. Rồi con này em lấy 120, mã là 250. 120, mã số là 250. Cardigan này, em này lấy 150 nhá. SM dưới 55 cân này. 55 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 150, mã số 11. 150, mã 11 cho em nhá. Oversize SML mặc đẹp nhá. Oversize SML mặc đẹp ạ. 120.000, mã số em này là 293 cho em nhá. 120, mã số là 293 cho em này. Chất quá luôn ý. Trời ơi, là trời ơi. Tiếp theo, những em lên em đơn giản cho chị. 6 cho chị Mẫn ca. 48 đến 55 cân, dưới 55 cân này. 120, mã là 111 lên dệt 2 lớp. 120 mã 111. Ui, chị làm được cái này đẹp quá này. Oversize nhá. SML đều đẹp luôn. Phối màu đẹp chưa? SML đều đẹp nhá. 150, mã là 130. 150, mã số là 130 cho em nhé. 150.000, mã số là 130 cho em này. 150k thôi, mã số là 130 cho em nhá. Tiếp theo, bạn tiếp kẻ này, con khoác này. Khoác này à, các bạn mặc lên à. Con khoác này mọi người mặc với sơ mi hoặc là chỉ cần sơ mi trắng ở trong cái khoác thôi. 50 đến 60 cân nhé. Đúng rồi. Con xanh xào sau đi ạ. Xanh xào sau rồi. Dưới 60 cân nhé, con cái gửi em đấy mọi người 150 đi. Mã số 623, cái gửi nhá. Xanh này đúng không? Xanh này. Nó quay thích mới móc xuống thay địa chỉ ạ. Ôi, ông vừa sai ML. 50 60 cân nhé, phối dấu này. Em này 150, mã là 451. 150, mã số là 451 cho em nhé mọi người. Con này là một em len sợi này, nhẹ và rất ấm luôn. Em này 626 cho chị Đồng Hương. Em này ạ, phi size SML mặc đẹp nhá. 120, mã là 585. 120.000, mã số là 585 cho em này. 50 đến 60 cân, chất đẹp chưa? 50 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. Em này ạ, 150, mã là 175. 150, mã 175 ạ. Em này là một em size chuẩn S thôi, 40-48 cân. Chất dày lắm, dưới 48 cân nhá. Em lấy mọi người 120. 48 cân quay đầu dưới 48 cân nhá. 120, mã số em này là 202. 120, mã số là 202 cho em nhá. Chị nào thích họa tiết răng sói nhá, rích rắc này. Năm có cổ đổ nhá. 50 cho đến 57 cân là đẹp đấy. 50 57 cân, dưới 57 cân ạ. Em này 120 nhá, mã là 249. 120.000, mã số là 249 cho em nhá. Ôi. Đây ạ. 451 cho chị Lan ca. Phi size SML mặc đẹp nhá. SML mặc đẹp hết ạ. Em lấy mọi người mức giá của nó là 120, mã là 530. Xinh chưa? 120.000, mã số là 530 nghe nhé mọi nhá. Tiếp tục ạ. Ồ, con này lấy 120.000 nhá. Các chị là có bên cạnh tầm 55 đến 60 cân này. 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. 120, mã là 641. 120, ồ, con này có một con của trẻ con Disney Mickey Mouse nhá, rất xinh luôn. 33 đến 37 cân nhá. Các bé á, 33 đến 37 cân cho em. 37 cân quay đầu nhá. Em lấy mọi người mức giá của nó là 100.000, mã là 245. Dưới 37 cân ạ, 100.000, mã là 245 cho em nhé mọi nhá. Đơn giản thôi. Cái này có lẫn một vài con của trẻ con này. 30, 35 cân đẹp chưa này. Con này không, 35, 38 cân các bé nhá. Tay của nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Đằng sau có chữ nổi nhá. 35 đến 38 cân, dưới 38 cân ạ. Em này 100.000, mã số là 95. 100k, mã số 95 cho em này. Các chị size dưới 52 cân này. Rất đẹp lắm. Nói chung là cầm tay không hết được cái áo luôn ấy. Dưới 5, SM dưới 55 cân nhá. 150 này, mã là 135. 150, mã là 135 cho em này. 45 đến 52 cân. 52 cân quay đầu, dưới 52 cân này. Em này mức giá của nó là 120, mã số 77 này. Đưa chị cái con kia. Đây. Đây, con này em mặc cho mọi người xem nhá. Đảm bảo mọi người sẽ thấy phê luôn với chiếc này không được chị. Em này ở dưới 52 cân quay đầu nhá. Dưới 52 cân này, tôi lấy 120 thì mã là 494 này. Bài bài cho chị Hà cho Vũ. 120 mã 494 cho em nhé mọi người nha.
L là mặc đẹp cho em. 194 cho chị Trang là chị Thu. Tiếp theo nhá. Em này ạ. Xinh chưa? Em này 45,52 cân, dưới 52 cân nhá. Em này mức giá của nó là 120 thôi, tay đính đá này. Má là 251 này. Đó, mình thấy em đang mặc không? Con này size ML 50-60 cân như áo thể thao luôn nhưng nó là len. Em này em lấy mọi người 150 nhá, má là 201 này. 150, má là 201 cho em này. Cái con unisex này thì mọi người cho mà gì nè. Các bạn trẻ mặc rất là đẹp luôn. Hoặc là các chị nào thích mặc trùm mông ấy. Phi size SML nhá, SML này. Út đi này 120, má là 446. 201 cho chị Đặng Kiều My. Rất đẹp chưa? Ừ. Em này ạ. À, 52 cân quay đầu, dưới 52 cân nhá. 150 phác len nhá. Rất lông cừu, mã số 600. 150 mã số 600 cho em này. Đó, tiếp theo nhá mọi nha. Đó, em bảo mà, con này nhìn đơn giản mọi người dâu này nhưng mặc lên rất là ưng mắt luôn. Nghĩa là trong cái form nó rất là trẻ khỏe. Đây là em mà mặc quần này ấy, mọi người chị Đặng Kiều My chị mà mặc với những cái dốc cơ trắng ấy. À, hoặc là xám ấy, đảm bảo chị là đẹp luôn. Hoặc là cái có liên hoạn tiết 600 cho chị Thùy Dương cái áo này ạ. À. Em này 50 chuyển 60 cân nhá. Em này mức giá 120, má là 207. 120 má là 207 cho em này, kẻ nhá. Em này 40 chuyển 48 cân, phối này. 40 chuyển 48 cân nhá. 120, mã số là 263. 120, mã là 263. Mặc cái dáng thể thao lên rất đẹp. Em này kít các bạn nhá. Trẻ con bé này các chị 30 chuyển 33 cân, dưới 33 cân nhá. Em này 100.000, mã số là 32. 100k mã số 32 các con nhá. 27 cho chị Nguyễn Hương Phượng. Tiếp theo em này là một em phối sơ mi nhá. Tay sơ mi bò. Em rồi 50 cân quay đầu, dưới 50 cân nhá. Rồi 120, mã là 131. 63 có. Có. Xinh chưa, xinh chưa. 243 cho chị cân. Nguyễn Hương Phượng. Chắc lời đẹp nhá, dưới 48 cân này. Em lấy 120, mã là 132. 120.000 mã số là 132 cho em nhé. Chị nào thích phối này, cái này của kit rồi, đẹp như ngay. 30, 35 cân các con nhé. Em lấy mọi người 100.000 này. Màu đẹp chưa? 30, 35 cân nhé. Em lấy 100.000 thôi. Mã số 55 của trẻ con. 132 cho chị Thùy Dương Nguyễn. Đây, em này ạ. À, 65 cân quay đầu nhé. 55-65 cân ạ. 120, mã là 296. 120.000 mã số là 296 ạ. Tiếp theo, em này là một em áo len của các chị size M đây ạ, 48-52 cân. Dưới 52 cân nhá, 120, mã số em này là mã 52. 120.000 mã số 52 cho em nhé mọi nhá. Ôi giời ơi các chị ơi. Size S rồi, 40-50 cân nhá, phối màu rồi. Dưới 50 cân nhá, 120, mã số em này là 21. Chất đẹp luôn. Em này ạ, ôi thỉnh thoảng có 1-2 con len lam thôi ạ. À. Phi size S mà là thỉnh thoảng có cái con họa tiết đi thì là len lam ấy. Đúng rồi chị Hữu Chỉnh ơi, tối nay toàn len nữ rồi. Len nam thì em 21 đang định trưa mai tầm 10:30 chị vào đi, em sẽ tất cả len lam em hết sạch rồi ấy, chỉ còn một ít em sale nếu mà chị vào chị vào xem có con nào mà chồng chị vừa thì săn thôi thì giá rẻ hơn. Em này 50-60 cân. Cái tay blazer. Cái tay bò. Cái tay jean ý. Ừ, cái tay phối jean nhỉ đấy. Cái tay phối jean đấy chưa ai chốt đâu chị ơi. Mã là 131 à. Hay em like nhanh quá. 50-60 cân nhá, trùm mông này. Đó, phối lông tỏ nhá, 120 mã là 169. 120.000 mã 169. Hay em like chậm lại nhá. Like chậm các chị xem không phê đâu, không thật đấy. À, mỗi mặt có người chốt rồi chị ơi. À, 48-52 cân nhá mọi nhá. 48-52 cân, dưới 52 cân size M cho em này. Em này 150, rất đẹp lắm, mã số 67. 150, mã số 67 cho em này, đơn giản nào. 169 cho chị Lâm Ngân. 50 cân quay đầu, dưới 50 cân nhá. 120, mã số 68 này. Ủa con này à, các chị có con gái có cân nặng size tầm 34-38 cân tay bồng nhá. Mấy cân lan họa tiết gần như là chốt hết rồi chị ơi. 34-38 cân, không lan họa tiết nào không nhỉ. À đây có một con đây này, để em chút nhá, dưới 38 cân này. 100.000 nhá của các con, mã số là 264. Đây có con họa tiết. Đây con họa tiết đẹp đây các bà ơi, nhanh tay không còn đâu. Rồi 70 cân quay đầu nhá, 60-70 cân. Đây họa tiết bỏ đây này. Lấy luôn, dưới 70 cân nhá, dưới 70 cân này. Em này mức giá 150, mã số 93, chả còn ý. 150, mã số 93 cho em nhé mọi nhá. Tiếp theo này, 40-50 cân nhá, 50 cân quay đầu dưới 50 cân ạ. 120.000, mã số em này là mã 31. Ơ đưa cho chị con phát lên đấy luôn. Đây mọi người lấy con phát lên này, phát lên đẹp này. Cái chất jean của nó đỉnh lắm luôn.
Những cái zip này bình thường không có đâu. Cái tay của nó là mọi người có thể đóng cúc vào. Em không chưa đóng rồi này. Đẹp lắm. Đi size SML nhé. Con phát len này tôi lấy cái vào với giá của nó 160. Đẹp cực luôn. 160.000 mã số 83. Chất dày. Chất dày, mọi người nhìn phát là biết hai lớp dày rồi đấy. 160.000 mã số 83 cho em nhé bạn nhé. 160 mã số 83 cho em này. Đó, em này ạ, à, SM 55 cân, quay đầu dưới 55 cân nhé. Em này 120, mã là 426 này. 120.000 đây. Con này các bạn lên luôn, rất đẹp luôn. Phi size SML mặc đẹp nhé. SML mặc đẹp ạ, 120.000, mã là 24483 cho chị Trần Gia Linh. Ui con này nhá, dáng này các chị size ạ, à, ML mặc đẹp cho em nhá. 50-60 cân, chất xinh, dưới 60 cân ạ. 150, mã số là 291. Đây, con đơn giản này em lấy mọi người 100.000 thôi. Em này ạ, à, có theo nhá, đơn giản á, dưới 52 cân ạ. Em này ạ, à, cổ lọ nhá, 100.000, mã số 58. 100k mã số 58 cho em nhé mọi nhá. Tiếp theo này. Đó, em màu hồng đơn giản này à. Các chị có cân nặng size tầm từ 65 cân quay đầu. Dưới 65 cân nhá, 65 cân quay đầu, dưới 65 cân này. Em này em lấy mọi người 100.000, mã là 230. Ui, cái này hôm trước có một con áo chỉ con giống như này. Bài nào mà chốt lấy là hai về mẹ con mặc. Hai mẹ con mặc quá xinh luôn. Nếu chưa ai chốt thì để em nhé là cái gì. Đấy. 291 chốt chị Hương Đinh. Áo lên trắng tay kẻ nào. Không biết. Em không biết. Chị ơi, chắc là từ lâu lắm rồi đấy. Rồi, em này ạ. À. Chị Hương Đinh em mới 45,5253 cân nhá. Em này cũng giá 120, mã là 270 này. Chấm bi rất đẹp luôn. Con này đơn giản size S nhá. Các bà dứng đúng 50 cân cổ V này. 45 đến 50 cân, dưới 50 cân ạ. 120, mã là 161. 120.000, mã số là 161 cho em nhá. Phối màu đẹp chưa? Size M cho em nhá, chất sợi này. Phối màu đẹp chỗ này là theo nhá. Size M cho em ạ. 50 đến 55 cân mọi người nhá. Xin quá. 50 55 cân ạ. Em này 120, mã số 15. 120 là số 15 cho em. Em này chỉ đánh size S thôi. 161 chút chị Nguyễn Nga là S ạ. 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá. 120.000. Trời ơi, mã là mã số em này là mã số 210. 120.000 mã số là 210 cho em nhé mọi người nhá. Đây, em thấy có con nên họa tiết dạ, tay dài xào sau kìa, chị cho em xem với. Con đấy là khoác. Cái đấy là khoác, cái đấy sẽ phù hợp với một là các chú đứng tuổi hơn. Hai là à, đằng sau giữ anh một con đấy. 210 cho chị Phúc Nguyễn. 540 dưới 50 cân nhá. Em này 100.000 mã là 235. Cái này là khoác. Một là các bạn là theo phong cách vin. Hai là ui, chồng các chị là mặc được đấy. Đây 52 cân quay đầu đây này. Đấy đúng rồi, chuẩn đấy. Ui. Ở dưới 72 cân nhá, 68 đến 72 cân cho em này. Dưới 72 cân nhá. Em này mức giá 150, mã là 403. Đây đây có một con sổ cầm đây đây. Em đang tìm sổ cầm cho chị em. Đây. 60 cho đến 63, 67 cân. Dưới 67 cân nhá, dưới 67 cân này. 150 mã số 51 này. Thực ra là mọi hôm nó không có đâu, nhưng hôm nay nó mới có. 100 dưới 67 cân nhá. 150 mã 51 này, dưới 67 cân. 150 mã 51 cho em này. Chứ còn tầm này làm chắc là thổ cầm nó hết rồi. Ôi. Hơi khó. Bây giờ đi tìm thổ cầm này ít nhà bán đấy. Em này ạ, à, 40 cho đến 50 cân nhá, dưới 50 cân này. 120, mã số là 580. 120.000, mã số là 580 cho em này. Ôi, bà làm được con này siêu đẹp luôn. SML mặc đẹp cho em nhé. Càng nhỏ mà con này càng xinh luôn, chất dày lắm. SML mặc đẹp nhé. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 150, mã số là 287. 150, mã là 287 cho em ạ. Hình gấu nhé, size S chuẩn luôn. 50 cân quay đầu, 40, 50 cân nhé. Em này 150, mã là 123. 150 mã là 123. Hình đẹp chưa? 40 đến 50 cân. Nguyễn Huệ. 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá. 150 mã là 290. Ôi bà con này xinh chưa? Có theo con nhiều nhá. 40 48 cân, dưới 48 cân chất đẹp lắm. 120 mã số 45, cái cổ đẹp chưa? 120.000 mã số 45. Theo. 123 cho chị Diễn Phùng. Ô, xin chào chị Diễn Phùng. Em này ạ. À, SML dưới 60 cân, dưới 60 cân nhá. 120 mã là 104. 120.000 mã là 104 cho em này. Cân gió làm mà chị đến đây. Size ạ, 45 đến 52 cân, dưới 52 cân nhá.
120, mã số 16 cho em này. Áo chị cho mà có người chốt rồi ạ. 45 giúp chị Hoa cầm chứa. Rồi em này ạ, 48 đến 55 cân. Cái con này em giơ lên mọi người không nhìn thấy nhưng mặc lên xinh á. Dễ bảo cái con này thì đơn giản là mặc lên xinh. Dưới 55 cân ạ, 120, mã là 157 này. 120 thì mã là 157 cho em nhé. Đây là những con họa tiết này này. Các bà về mà quên cuối lên tôi thề các bà luôn, dứng đáng tiền củ luôn. Em này 55 cân quay đầu, 48 đến 55 cân nhá. 150, mã là 647 này. 150 mã 647 cho em này, xinh chưa? SML xinh ạ. À. SML mặc đẹp nhá. 120 mã là 556. 157 mã là 556 cho em này. Em này là cổ V đơn giản nhá. Em lấy 120 thôi. 40 cho đến 48 cân, dưới 48 cân nhá. 120 mã là 436. Đây này, con này đẹp không này? 647 chốt chị nhá. 52 cân quay đầu nhá mọi nhá. Dưới 52 cân, dưới 52 cân rồi. Em này 120 mã số 81. 120 mã số 81 cho em này. Đây có một con thổ cẩm đây, lên như con này nhỏ lắm. Em này có thêu này, nhưng con này chỉ có cân nặng nữ là mặc đẹp thôi. 55 cân quay đầu S và M dưới 55 cân nhá. Em này của nữ nhá, phải của nam đâu, em lấy 120. Họa tiết ạ, mã là 503. 120 thì mã số là 503 cho em nhé mọi nhá. Đó, 81 cho chị Lê Khả Ái. Đấy, 45 đến 52 cân, dưới 52 cân nhé, cho đẹp lắm. 150, mã là 182. 150, mã số là 182 cho em. Rồi, mặt cười nha. 503 cho chị Nguyễn Huệ. SML mặc đẹp, SML mặc đẹp nhé. Chất dày đẹp ạ, tôi lấy 120, mã số 10. Đây, thổ cẩm này đẹp chưa? Có nam nữ đều đẹp. Cánh rơi không? Cánh rơi có. Nhưng mà nó không có nhiều ấy, bây giờ mà bảo đừng lấy tìm, cứ tìm. Em này ạ, à, phi cái size, SML mặc đẹp nhá. 150 ạ, mã số em này 20. Áo của mẫu mặc là của chị Đặng Kiều My. Em này. Em này ạ, à, một size 50-55 cân này. Dưới 55 cân nhá, 120, mã số là 159. 120.000 mã 159 này. Xin chưa, lấy con này 120.000 về tha hồ. 20 chốt chị. Dưới 55 cân ạ, 120, mã số là 113. Chất 2 mã là 113 chấm đi. Đây này em tí em gửi cho mọi người con này lên nhá. Con này đẹp luôn. Em này các chị size ạ, 40 đến 40 48 cân nhá. Em này em lấy mọi người 120 mã là 858 này. 120 mã 858 này. Có cần thử con này không? Con này còn mạc đây này. Phi size SML mặc đẹp đây này. Họa tiết nhá. SML mặc đẹp ạ, dáng này là dáng trùm mông quá xinh luôn. 120.000 mã số 34, nếu mọi người không lấy thì em sẽ mặc cho mọi người. Mặc lên là có người phát xuất mất đấy. Trong hai mã số 34 cho em này. Tiếp theo, em này ạ, 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 65 cân này. 120.000 thôi, mã là 190. 123 mã 190 cho em này. Con này xinh quá. Em này mà chị nào thuộc phong cách kiểu hot girl thì lấy con này quá xinh. Phi size SML mặc ok luôn. SML mặc đẹp nhá. SML mặc đẹp ạ, 120.000 thôi, mã là 542. Đấy, đấy. 42 cho em nhé. Tiếp theo em này phối cổ gen nhé. Các chị có cân nặng tầm 45 đến 53 cân. Tay của nó là tay chuông. Dưới 53 cân nhé. Em này 120, mã là 496. 120 mã 496 cho em nhé mọi nhé. Em này dáng rộng ạ. Phi size MLXL. MLXL dưới 65 cân nhé. 65 cân quay đầu mặc xinh. Dưới 65 cân nhé. Em này 120, mã là 501. Đấy nhé, em cởi áo này ra giả vào đấy. Cái lá không thể xăng lắm. Tui hả? 64 anh ạ, 34 luôn. 501 58. Phi size SML mặc đẹp nhá. SML mặc đẹp ạ, 120, mã là 285. Vâng. 120, 285. Chị Thùy Dương Nguyễn. Size S nhá, 50 cân quay đầu, dưới 50 cân này, tay này. Dưới 50 cân ạ, 120, mã số 23. Đẹp này mọi người ơi. Đó, em này ạ, nữ nhá, oversize dưới 65 cân. 65 cân quay đầu mặc đẹp ạ, 120, mã số 66 này. Mã chị mặc là 285. 285 cho chị Trần Gia Linh. Rồi. 40 chạy 50 cân, dưới 50 cân nhá. 120, mã là 252. 120, mã là 252. 120 đi. 120 đi. Em mặc nhiều cũng được thôi nhưng mà nó bị rú hết đầu ấy, các chị sẽ thấy là trông nó sẽ tã. 55 cân quay đầu dưới 55 cân nhá. Em này phối cổ sơ mi sẵn này.
120 nhá, mã là 183, rất xinh, rất xinh. Đây này, mọi người lấy cái này như này. Hãy tin em đi, mặc lên rất là đảm bảo, mọi người luôn. Tay của hơi phồng nhẹ nhá, phối này. S, M, L, dưới 60 cân, dưới 60 cân nhá. 150, mã số 89. 150k, mã số 89 cho em nhá mọi nhá. 150.000, mã số 89 cho em nhá. 150k, mã số 89 cho em. Đây, con rổ cẩm này, còn một con này. Eww. Bạn nào cần áo với họa tiết đây. Em này men club nhá mọi nhá. Đây, hàng của nam ấy, chất xịn chưa. Đó, em này nam có cân nặng size tầm 60 cho đến 65 cân, dưới 65 cân nhá. 120, mã là 584. 150.000, mã số là 584 cho em nhá mọi nhá. Các bà size S lấy con này đi ạ. 50 cân quay đầu, 40 đến 50 cân, dưới 50 cân nhá. 120.000, chất đẹp chưa. 120.000, mã số em này là mã số 86. Áo chị mặc ôi chút rồi. Có, chị trật ra đi. Áo len sáng tay kẻ bút mi còn không? Máy len sáng tay kẻ bút bao nhiêu? Áo len trắng. Rồi, 584 cho chị Thảo đâu. Nguyên. Chốt rồi chị ạ. Em này không vừa sai nhá. S, M, L mặc đẹp. Em này 120, mã là 901. 120 mã 901. Chắc là chị nhìn thì mấy chị vào á. Chốt rồi. Ôi, em này các chị chỉ 50 cân size S thôi nhá. 50 cân quay đầu ơi, dưới 50 cân ạ. À. Em này 120, mã là 217. 120k, mã số là 217 cho em nhé. Con hình con bò xinh quá này. Con này mặc dáng như áo xanh chi đâu mà có người chốt rồi chị ơi. Đây, mọi người có thể lấy con hình yêu yêu này, phi size SML nhá. Đây, con này mặc lên xinh như thế luôn. 120, mã số em này là mã 118. Cái gì chị ơi? 15 mặc được không? Không, cái này của nữ. Không, không. 8-9-5 không mặc được đâu chị ơi. Đây, con này size S của nữ đẹp chưa này. 40 đến 50 cân nhé mọi nhá. Xinh. Không, cái này của nữ mà. Dưới 50 cân nhá. Em này mức giá 120, mã số 54. Ken, ken. 120, mã số 54. Con khoác này các bạn lấy đi này. Chất dày đẹp lắm. Nó tương đương với hàng 280-300 của tôi đó. SM cho em ạ. SM chất dày bịch luôn. 150 nhá. 160 ạ. 160, không giảm giá cho mọi người đâu. 160, mã số là 195. Khoác rất đẹp luôn. 54 cho chị Nguyễn Kim. 160 mã 195. Đây. Em này các bà size S ạ, 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá. 120 mã là 119. 120.000 mã là 119 cho em này. Đơn giản thôi, con này chỉ đơn giản thôi. Trong một lớp nữa này. 195 cho chị Kem. 52 cân dưới 52 cân nhá. 120 mã là 618. 120.000 mã 618 cho em nhé mọi nhá. Tiếp tục ạ. À. Em này là hình con mèo rất xinh luôn này. Em này ạ, à, S, M, dưới 55 cân rồi, dưới 55 cân nhá. Rồi, 120, mã số 14. Đây, con này đẹp này mọi người ơi. Size chuẩn S thôi, 50 cân quay đầu, chất đẹp đó. 50 cân quay đầu, dưới 50 cân nhá. 120.000, mã số 19. Chất đẹp này. 120k, mã số 19 cho em. Rồi, em này các chị có cân nặng size tầm 50, trở 57 cân, dưới 57 cân nhá. 120, mã số 100. 120.000 em ạ. Ơi, chị xem con kìa cầu bồng. Đấy, con ngay tay chị dưới con đó kìa chị. Ba. Không. Hoặc là con ở dưới này cũng có một. À, con cầu bồng này đúng không? Đây, em này ạ, 56 cân nhá, 120 mã là 111 này. Con cầu bồng này đúng không? Cầu bồng này các chị size M, size S này, SM 47 đến 55 cân nhá, dưới 55 cân này. 120 mã số là 147. Con cầu bồng này. Cái này các chị chỉ 45 đến 50 cân, dưới 50 cân nhá. 120, mã là 621. Em này của em cân gừng nhá. Em này hàng hàng này. Đẹp chưa? 45 đến 52 cân nhá. Rồi, 100, em này lấy 150 nhá. Dưới 52 cân ạ, 150, mã là 557. 150. 19 cho chị Trang Nguyễn. Ôi, xinh quá này. Con này chỉ SM đẹp thôi ạ. Đó, đầy đủ mắt lụa nhá. SM dưới 55 cân này. Dáng váy ạ, 150, mã số 22. 150, mã số 22 cho em nhá. Em này họa tiết hình con ngựa. Em này ạ, 40-48 cân, dưới 48 cân nhá. 120, mã là 487. 120, mã 487 cho em nhá. Họa tiết ngựa vằn, mọi người, zebra. 48-55 cân, dưới 55 cân nhá. 120, mã là 603. 120.000, mã số là 603 xuất đi này.
hoodie này các chị size 50-60 cân ạ, mặc càng chị ơi, hôm nay số lên ngắn hay là lên ngắn hồi nữ chị ơi? Lam thì để chị lên sáng mai ạ, 10:30 ạ. Xin ông mời lên Nam à? 50-60 cân, dưới 60 cân nhá, 120, má là 138 này. 603 cho chị Hương kìa. Mình đẹp trước, chồng đẹp sau. Em này ạ, mời em len sợi này hơi. Con này là phố nha, những con này là kết cườm hết lên đây này. Nó thủ công thì nó đắt hơn này. 138 chút chị Hoàng ơi. S là M dưới 55 cân nhá, 150, má là 622. Em đã mua cho em trước là chồng em mua chả ưng. Ông ấy mua thằng chê thôi, tự điểm mua. Em này ạ, 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. Em này 120, má là 592. Chê thôi, mình mà mua cái gì mà có thể mình mặc được, chồng mặc được, nó chồng chê mình còn gì. 622 cho chị Ken Ken. 48 đến 55 cân nhá. Em này 120, mã số là 267. Đây. 120 mã 267 cho em này, lông cỏ nhá, tối này. Em này các chị 48 đến 55 cân nhá, tay của nó chuông. Dưới 55 cân nhá, 120.000, mã là 187. 120 mã 187 cho em. Hình chữ nha. À chân phương này các chị nào đơn giản thích đơn giản nhé, 40-45 cân của nữ rồi, size nhỏ xinh thôi, 45 cân quay đầu thôi, không to mặc không đẹp đâu. Dưới 45 cân nhá, em này em đấy mọi người mức giá của nó là 100.000, dưới 45 cân thôi, má là 454. 100k mã số là 454 cho em này, hình xinh chưa, hình hoạt hình nhá, 487 cho chị 485 cân ạ. À, em này 120, má là 431. 120 má 431 cho em này, họa tiết beo nhá mọi nha. Beo này các chị ạ, 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá, 120, mã là 612. 120.000 mã 612 cho em nhé mọi nhá. Thì mới inbox địa chỉ. Cổ B này, con này mọi người có cái sơ mi các thứ, ok luôn. Các chị 55 đến 60 cân size L nhá. Dưới 60 cân này, em này 120, mã là 514 này. 120.000 mã số là 514 cho em. 120 mã số là 514 cho em. Ui đây. Em này các chị có cân nặng tầm từ 50 cho đến 60 cân. Cái này nó là đan tay ấy. 50-60 cân, dưới 60 cân nhá. 120, má là 539. 54-50 này. 454 thuốc chị Quỳnh Như Hoàng. Em này ạ, à, SM dưới 55 cân nhá. 120.000, má là 439. 120, má số là 439 nha này. Kẻ đơn giản nhá. Em này ạ, à, S và M dưới 52 cân. Dưới 52 cân ạ, à, 120 thôi. Má số là 528 nhá. 120 cân, bạn là 528. Con này chắc đẹp chưa các bà ơi. Ừ, các chị có cân nặng size tầm từ 48 đến 55 cân, trước giày đấy. 48 đến 55 cân nhá. 55 cân quay đầu dưới 55 cân ạ. 120 mã là 224. 120 mã 224 ạ. Em này là phối cổ sơ mi nhá mọi nhá. Rồi, 50 cân quay đầu, dưới 50 cân nhá. 120 mã là 729 cho chị Nguyễn Hảo. 120 mã là 721 cho em nhá mọi nhá. Phối tay kẻ đây mọi người ơi. Con này à, chị nào thích ạ, 50-60 cân nhá. Để chưa? 50-60 cân, 120 má là 732. 122 má 732 cho em này. Đen trơn nhá mọi nhá. Có hình Disney rất xinh. SML mặc đẹp, SML mặc đẹp nhá. Em này 120 má là 410. 120.000 má là 410. 120 má là 410 cho em nhá. Họa tiết nè. 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. 120 mã là 513 cho em nhá. Tiếp theo, em này là chất sợi nhé mọi người, sợi đan ML 50 đến 60 cân, dưới 60 cân ạ. 120 mã số 13 cho em này, xinh chưa. 120.000 mã số 13. Tiếp theo, cái này chỉ chuẩn S là mặc đẹp thôi ạ, chất xinh lắm. 50 cân quay đầu thôi. 40 đến 50 cân nhá. 120 mã là 574. 120.000 mã số là 574 cho em nhé. Tiếp theo ạ, em này à, một em crop size nhỏ thôi. Em này ạ, à, 40 đến 45 cân, bé con hoặc các chị ok. Dưới 45 cân nhá, 100.000. 574 thốt chị Quỳnh. 100.000 mã là 629. Em này ạ, à, các chị có cân nặng tầm từ 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. 120 mã là 593. 120.000 mã 593 cho em ạ, à, thổ cầm nhá, cái này chỉ S thôi. 50 cân quay đầu mặc xinh nhé mọi nhé. Ở đây không có 534 đâu anh ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp dưới 50 cân ạ. À, em này 120, má là 587. Em này chỉ con này. Bé nhà các chị có cân nặng size tầm từ
Size 160. 35 đến 38 cân các con, dưới 38 cân nhá. Em này em lấy 90.000. Mã là 552, dưới 38 cân thôi. 90.000 mã là 552, 90 rồi, mã 552 các con nhá. 90.000 mã 552. Tiếp theo là em này là của em của các bé size ạ, các chị size M. Tay của nó vào, có rút dây nhá. Đó, 40 47 đến 52 cân, dưới 52 cân ạ. 120 mã là 181. 552 thứ chị Trang và chị Thu. Ôi, em này các chị size ạ. SML maximum 60 cân, dưới 60 cân nhá. 120 mã là 148. 120.000 mã số là 148 ạ. Tiếp theo màu hồng đơn giản thôi. Em này các chị 55 cân quay đầu, dưới 55 cân nhá. Một bầu lấy một người 100.000 này, mã là 261. 100k mã số là 261 cho em nhá. Biết chữ nhá mọi nhá. Trang là thì Thu trưởng. Bé con. Cả size 150 nhá. 33 37 cân các con này. 33 37 cân nhá. Trẻ con lấy 100.000 thôi. 90.000 đi, mã 579. Size 150. 90.000 mã 579 cho em. Size S người lớn nhá. 50 cân quay đầu và đẹp, dưới 50 cân ạ. Em này ạ, 120 mã là 282. S của người lớn nhá, 120 mã là 282. Tiếp theo ạ, em này size M của người lớn này, 48 đến 52 cân. Con sweater này mặc lên quá xinh luôn. Dưới 52 cân, dưới 52 cân nhá. Em này mức giá của nó là 120, mã số là 39. 120.000 mã số 39 cho em nhá. 120 mã số 39. 282 cho chị Liên Anh. 120 mã số 39. Tiếp theo của em vận thừng nhá mọi nhá. Size này các chị 50 55 cân, size M. Dưới 55 cân nhá. Em này 120 mã là 238. 120.000 mã là 238. Cái này các chị size S lấy mặc xinh ấm lắm. Đẹp. 40 chị 48 cân. Cái này mới mong tin ạ. 40 48 cân, có một lớp lót lỉ bên trong này. Dưới 48 cân nhá. Em này 120 rồi, mã số 65. 120.000 mã số 65, màu trắng xinh nhá. Mã số 65, 120.000. Cút đi này. Em này các chị ạ, 45 đến 52 53 cân nhá. Cút đi này có mũ này. 120 mã là 2638 giúp chị Trần Minh Đức. Chất đẹp chưa? Con này mà 120.000 lên nhanh không vừa hết. 52 cân quay đầu dưới 52 cân nhá. 120 mã số này là 224. 120 mã 224 cho em nhá. Con này mà mặc lên đẹp luôn. Made in Korea. Hình này trẻ lắm ạ. S và M dưới 55 cân nhá. 55 cân quay đầu dưới 55 cân này. Em này mức giá 120, mã số là 243. Chỗ này phối jean nhá. 120 mã 243 cho em. Đây. Em này ạ. ML 50 đến 60 cân, dưới 60 cân ạ. 120.000 mã là 479. 120 mã số là 479 cho em nhé mọi nhá. Kit cho em này. Con này các chị ở cân nặng size tầm từ 34 cho đến 37 cân. Dưới 37 cân nhá. Trẻ con, dưới 37 cân. Chị Châu chưa bán đâu ạ. Dưới 37 cân ạ. Cái gì? Áo của chị chưa bán. Chị tưởng bán rồi. Chị tưởng bán 285. Chốt rồi. Dưới 90.000 à. Dưới 37 cân nhá. 90.000 mã là 295 này. Áo em mặc bán rồi. Size S cho em ạ, 40 đến 50 cân của người lớn nhá, dưới 50 cân này. Em này 120, mã số 38. Áo em mặc bán rồi đấy. Em mặc con khác cho mọi người nha. Tìm một con vừa với mình cũng khó phết là gì này. Người mình cũng thuộc dạng big size. Đây em mặc cho mọi người mix mao này nhá. Mix mao này lắm. 38 Trinh Nguyễn. Big mouth siêu đẹp luôn. Được 120 chưa em? Hơn rồi, 125 rồi. 26 rồi. Và em này phim size SML mặc đẹp đây này. SML mặc xinh nhá. Em này em lấy mọi người 120. Con Mickey màu mặc xinh. Mã là 232. Em không mặc thôi, mặc con này con nào chẳng có chốt. Em này 55 cân quay đầu dưới 55 cân nhá. 120 mã là 492. 120.000 mã 492 này. Em này là một em size to cho em ạ. Các chị 60 65 cân nhá. Dưới 65 cân ạ. Họa tiết này là da beo. Em này 120 mã là 590. 120.000 mã số là 590 cho em này. Bé bé con nhá mọi nhá. Bé bé chào cân nặng tầm 30.
đến 35 cân các con này. 492 cho chị cảm ơn. Dưới 35 cân nhá. Em này 90.000 đi. Mã số là 639 cho chị con. Tay ngắn á. 90.000 mã 639 cho em nhá. Áo mẫu mặc mã 232 chị ơi, chị lên mã đi ạ. Không nghe rõ hả bà? Mã em mặc Mickey Mouse này 3232. 232 cho em nhá. 33 cân của trẻ con. 33 36 cân của bé gái nhá. Chú mông đấy. Em này 90.000 mã số 15. Đây, em này người lớn nhá, 45 đến 52 cân, dưới 52 cân nhá. Em này hay là mọi người không nghe mã hay là lên mã không được vậy? Em thấy mọi người cứ hỏi cái áo của mẫu mặc bao nhiêu, trong khi đó mọi người đang có nhu cầu mua nhá, nhưng mà lại bảo là bên mã lại không lên mã là sao? 45 đến 52 cân nhá. Em này 120 mã là 638. Thế này chị có thể xem cái áo chị đang hỏi, cái áo chị mặc trước chẳng hạn đó, mã nó chắc đi. Nhiều lúc mình thấy khách cứ hỏi là em áo mẫu mặc bao nhiêu, trong áo mẫu mặc đã đọc mã cũng như chốt xong thì nó tí lại hỏi. 638 cho chị 55 cân nhá. 120 mã là 523 này. Áo trước chị. Hả? Chị đang hỏi áo trước. Đấy, đúng không? Con này trẻ con nhá, bé em chỉ có cân nặng sai tầm từ 30-33 cân của các con, xinh chưa? Dưới 90.000 nhá, dưới 33 cân là 90.000 mã là 461 này. 461 trên này. Đó, 461 cho em nhé. Tiếp theo này, 50 đến 60 cân. 60 cân quay đầu dưới 60 cân nhé. 120 mã là 179. 120.000 mã 179 cho em nhé. Tiếp tục ạ. Em lên một em này à. Em này ạ, size tầm từ 45 đến 52 cân cho em nhé. 52 cân quay đầu dưới 52 cân nhé. Em này 120 mã là 248. 120 mã 248 thế này. Xinh chưa, xinh chưa. Em này các chị có cân nặng size tầm 48 đến 55 cân nhé, cánh rơi. Size M dưới 55 cân này. 120 mã là 168. 120.000 mã số là 168. Ông già lô em. 45 cho đến 55 cân nhé. Dưới 55 cân này. 120 mã là 932. 120.000 mã là 932. 248 cho chị Thảo Nguyên. Tiếp theo hình này. 45 đến 50 cân cho em này. Dưới 50 cân nhá. 120.000 mã là 227. 120 mã số là 227 cho em nhá. Ui các bà nó size S lấy con này đi. Tôi đảm bảo các bà phối với sơ mi trắng á, giống như hàng xịn luôn ý. 50 cân quay đầu, chất đẹp lắm. Dưới 50 cân nhá. 120 mã là 527. 120 mã 527 à, chất đẹp lắm. 120 thôi, mã là 527 cho em này. Con này đã chị size L như bằng như em là mặc lên đẹp này. Anh ơi, nếu mà có câu shop đã ship đơn hàng cho mình thì là đơn của mình đi rồi đấy ạ. Ôi dạo này em để ý nhà em rất nhiều khách nam vào mua nhá. Đặc biệt là áo phao ấy. 527 chốt chị. 5560 cân ạ, 120 nhá, mã là 640. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em nha. Mèo thần tài này, mặc lên may mắn cần chết. 52 cân quay đầu dưới 52 cân ạ, 120 mã là 213. Gấu đen đi chị. Hả? Gấu đen. Gấu đen á. Đây, gấu đen. Gấu đen này là một em hàng có thương hiệu của nó. Có local brand riêng của nó đấy mọi người nhá. Không cho chị cho chị mặc này size L cho em này. Con này à. Thực ra những con này thì dành cho các bạn rất là trẻ. Nam có cân nặng size tầm từ chắc phải 80 cân, 75 80 cân, như cái này nữ thường là các bạn nữ mặc rộng hẳn luôn ấy. Thì là cái này. Em này ạ, 120 mã 213 cho chị Hiền Nguyễn. 120 mã 601 cho em này. Màu đẹp chưa? 52 cân quay đầu dưới 52 cân nhá. 120 mã số là 28. 120.000 mã số 28. Size L lấy đi này. Semi chất len nhung nhá, vừa nhẹ vừa ấm này. Size 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. 120.000 thôi, mã là 242. 120k mã số là 242. Này à, các bạn lấy đi này. Em này ạ, 45 đến 52 53 cân, dưới 53 cân nhá. 120 mã là 502. 120 mã số là 502 cho em nhé mọi người nhá. Tiếp theo ạ. Ôi xinh chưa? 45 đến 52 53 cân nhá. 53 cân quay đầu dưới 53 cân ạ. 120 mã là 111. 120 mã 111 nhá. Tiếp theo này. Đó, em này ạ. Quay hôm nay em bảo tùy thôi. 52 cân quay đầu dưới 52 cân nhá. Đó, 120 mã là 456. 120 mã 456 ạ. Em này của kit cho em hình vận ong này. 40 45 cân của các bé nhá. Em lấy một cái 90.000 thôi, dưới 45 cân ạ.
90.000, mã số 10, dưới 45 cân. Của các con thôi nhá, người lớn là không mặc được đâu. Rồi, em này ạ, 40-48 cân. Em lấy 100.000 nhá, giá trị. Dưới 48 cân, dưới 48 cân ạ. Em này 100.000, 100k thôi. Mã số là 102. 100.000, mã là 102 cho em nhé mọi người. Em này có một em theo này, crop top là 40-48 cân nhé. Em lấy 100.000 nó hơi nhỏ. 40-48 cân ạ, 100.000, mã là 452. 100k, mã là 452 cho em nhé. Tiếp theo nữ nhé, đơn giản thôi, chỉ có viền cổ và viền tay thôi. 48-55 cân. Em lấy 120 nhá, mã là 465. 120.000 thôi ạ. 465 chị Trương Phượng. Cái này mọi người mặc trùm mông rất đẹp luôn này mọi người này. Đó, họa tiết chữ đơn giản thôi. 452 em này chị Tuyết Minh. Visa SML nhá. Em này 120, mã là 150. 120 mã 150 nha em này. ML. Chất len nhung nhá. 50-60 cân, dưới 60 cân ạ. Hả? Lên áo kẻ đi chị. 120 nhá, 120 là kẻ phải nói cái màu chứ nhá. 120 mã là 550 này. Vớ kẻ này đúng không? Em này nữ có cái nặng là tầm 40-48 cân của nữ này. Dưới 48 cân nhá, 120 mã là 544. 120 mã 544 cây. Họa tiết béo nhá, em này tay rơi này. 50-55 cân, dưới 55 cân nhá, 120 mã là 500. Em này là em XL này. Em nam mặc được nhé mọi nhé, hàng thiết kế nội địa của nó đấy. Em này nam có cái nặng sai là không cho chị Trần Thi. 63-67 cân, dưới 67 cân nữ thoải mái nhá. 120 mã là 434. 120 mã 434 này, em này đen lông thỏ nhá. 50 cân quay đầu à, đen lông chồn ngắn ấy, dưới 50 cân ạ. 120 mã là 204 này, cho em đi đầu trước nhé. 102 mã là 204 cho em nhé. Em này chuẩn S nhé mọi nhá. 50 cân quay đầu, dưới 50 cân nhá. Em này có giá 120, mã là 127. 120.000 mã là 127 cho em nhá. Một em màu kem đơn giản thôi. Em này ạ, 48-53 cân, dưới 53 cân nhá. Em này 120, mã là 147. 120.000 mã 147. Kẻ này các chị có cân nặng tầm 40-48 cân là xinh nhất rồi. 40-48 cân, dưới 48 cân nhá. 120, mã số em này là 284 cho chị Chi Bông. 284 cho em này. Em này là một em ông già lâu em, size S. Chị Bông hay mới mong số điện thoại địa chỉ đi ạ. 40-48 cân, dưới 48 cân nhá. 120, mã là 105. 120 mã 105 cho em nhá. Em này chỉ con thôi. 40-45 cân các bé gái nhá. Em này 90.000 này. Dưới 45 cân thôi. 90.000, mã là 453. 453 cho em nhé mọi người nhé. Tiếp theo em này vừa phải nhé, em lấy 100.000 thôi này. 40 cho đến 48 cân, dưới 48 cân nhé. 100.000, mã số là 484. 100k, mã là 484 cho em này. Chất len sợi rất đẹp luôn. 55 cân quay đầu. 48-55 cân nhé, dưới 55 cân này. Em này 120, mã số 86. Em cứ để điều gọn vào đây. 50 cân nhá, dưới 60 cân này. Em này 120, mã là 176 cho em nhé mọi nhé. Đọc mã rõ tí đi. Ok chị. Yên tâm, người của bà là thích chất là sao phải lại ngay. Rồi. Em này ạ, 50-60 cân nhá, dưới 60 cân cho em này. 120.000, mã số em này là 293. 120, mã số là 293 cho em này. Em này là một em ạ, họa tiết phổ cẩm nhá, phi size. Em này các chị phải mặc với sơ mi hoặc mặc với áo giữ nhiệt bên trong thì mới ổn được ạ. Dưới 65 cân nhá. 55-65 cân, dưới 65 cân ạ. 120, mã là 458. 120.000 mã 458 cho em ạ. Đen nhá mọi người ạ. Em này ạ, các chị
chị có cân nặng tầm 55 đến 60 cân, dáng hơi crop chút nhá. Dưới 65 cân này, em này 100.000 mã là 259 này. 100k mã số là 259 cho em nhé mọi nhá. Tiếp tục ạ, xin chưa. Áo của em đang mặc là các chị SM dưới 55 cân nhé, 120 mã là 232. 120 mã số là 232, Mickey màu. Size SM. 120 mã là 232 cho em nhé. Em này là em cardigan len nhé, mặc lên đảm bảo xinh thôi. 50 60 cân. Nhẹ lắm. Mọi người về mặc cảm giác là cái của em đang mặc mọi người sẽ có cảm giác 232 cho chị. Mặc nhẹ anh không mặc luôn ấy. Nhiều lúc mọi người sẽ cảm giác như mặc một cái áo giữ nhiệt đi. Rất là sướng luôn. Chân len xịn nó khác chân len thường rồi đấy. 50 60 cân ạ. À. Em này 100 150 nhá. Mã là 623 cardigan này. 48 đến 55 cân cho em nhá. 55 cân quay đầu dưới 55 cân này. Em này 120, mã là 488. 120k, mã số là 488, chất đẹp nhá. 120k mã 488 cho em này. Tiếp tục ạ. Đây này, cái con này mọi người đọc lên đẹp này. Dưới 52 cân quay đầu nhá. 623 cho chị Quỳnh Như. Dưới 52 cân quay đầu nhá. Em này 120, mã số 72. Đây con này cũng đẹp hơn mọi người ơi. 488 thức chị Quỳnh Như. Em này ạ, à, 45 đến 53 cân, dưới 53 cân nhá. 120, mã số là 626 ạ. Đưa chị. Nhiều khách mới mong đi luôn à. Em mặc cho mọi người con thủ cập lên. Chất rất đẹp lắm mọi người, nhìn bên trong này, mặc lên em lắm. Chất xịn rồi, mặc lên nó nhẹ. Đây là em thủ cầm nhá. 626 chị Liên Anh. Không cơ. Nhiên anh hay mới không đi luôn kìa. Đây, em của em đang mặc là oversize nhé. 623 em chốt rồi chị ơi. Em này mức giá 120 nhá. Mã số em này là 457. 120 mã là 457 cho em này. Lên 6 lên 6 nhá. À,
113. 120 113 cho em nhé. Tiếp tục ạ. Em này lấy 100.000 thôi. 50 đến 55 cân nhá. 100.000 mã là 198 nhá. 100k mã 198 đây này. Đó. Em thổ cẩm này đẹp nhất. Con chị mặc quá thôi. Có ạ. 457 này. 120 mã 457 này. Đây em mặc nốt con thổ cẩm này cho mọi người xem nhá. Con này lên xinh cực kỳ luôn. Con này mặc với sơ mi quá đẹp luôn. 65 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhé. 198 cho chị cao cho Bi. 65 cân quay đầu mặc đẹp nhé. 120 mã số 51. 120 mã số 51 này. Đây mặc luôn cầu vồng cho mọi người nhé. Mặc luôn con áo cầu vồng ấy cho mọi người xem nhé. Xinh lắm. Em này ạ. Free size SML đều xinh. 816. 816 cho chị Vũ Thu Hà. SML đều xinh nhá. Em này có giá 120 mã số 15. 51 cho chị Kim Nguyễn. Đây mọi người ơi, đây chị Thủy lên mặc thử cho chị. Đây bạn ấy, bạn mẫu này bạn ấy sẽ mặc lên cho mọi người. Chị Nguyễn hãy mời inbox địa chỉ. Đây em lên đi. Vừa bán vừa tặng cho các chị lốt đi, cho hết đi. Có không còn nhiều đâu. Mọi người lên cho mọi người. Em tiếp theo này rất là xinh, em này size SML nhỏ cho em này. 52 cái đồ mặc xinh ạ. Lên cho em mã của em này là mã 119 nhá, 120 ạ. Lên cho em mã 119 đấy. 119, 120. Mẫu mặc cho mọi người nhìn cho dễ nhá. Của em size ML cho em mọi người 50-56 cân lắp xinh nhá. 50-56 cân ạ. 120.000 lên cho em mã 89. Mã 89 120 này. Lên cho em mã 89. Mã 89 120. Của mẫu em kẻ nhá mọi người, cực kỳ xinh này. Em này chỉ size S thôi. 40 ạ, đến 48 cho mặc xinh. Chuẩn S cho em ạ, 40-48 con có thẻ tà cho em này. Một, em này là 100.000 ạ, lên cho em mã 621. Vẫn 42 cân ạ. 42 ạ. Lên cho em mã 621 nhá, 100.000 thôi. Lên cho em mã 621. Một em xanh trơn này, và thích đơn giản lấy món này cho em nhá. Con này thì siêu sáng da luôn. Size chuẩn M cho em này, 48-55 cân mặc xinh ạ. Đơn giản và dễ mặc nhá. Đây ạ, 48-55 cân. Em này 100.000 lên cho em mã 111. Mã 111 cho em này, 100.000 lên cho em mã 111. Ủa, con này sợi siêu dày mọi người, đính đá cho em này cực xinh luôn. Tốt là đẹp nhá mọi người ơi. SM ạ, 40-52 cân mặc xinh này. SM cho em nhá, 40-52 cân. Em này 120.000 lên cho em mã 497. 497 120 này, lên cho em mã 497. Ôi lên thùng mọi người ơi. Nào đây là mệt bài con lên thùng nhá. Siêu xinh luôn. Lên thùng cho em ạ, màu đỏ. Xé cho em này, 40-50 cân nhá. Xé cho em mọi người, màu đỏ lên thùng này. 40-50 cân có phối xẻ cho em ở bên cạnh này nhá. Em này 100.000 lên cho em mã 219. 219 này, 100.000 lên cho em mã 219 á. 219 giúp em. Cái này size L này. 54-60 cân mặc xinh này. Ông Tuyết mọi người chuẩn bị săn nhé, chuẩn bị mặc ngoe này mọi người ơi. 54-60 cân ạ. Em này size L cho em nhá, 54-60 cân màu đỏ đô. 100.000 ạ, lên cho em mã 104. 104 này, 100.000 lên cho em mã 104. Chiếc này mọi em lên cho mọi người cổ 33 phân nhá các bạn ơi. Em này size M. Một em size M này, 48-55 cân. Hối tim giúp em ạ. Size chuẩn M nhé mọi người ơi. 48-55 cân ạ. Em này 100.000 đơn lên cho em mã 217 dáng ngắn đấy. Mặc cực kỳ hay dáng cho em nhé. 100.000 lên cho em mã 217. 217 này, 100.000 lên cho em mã 217. Một em tay bồng ạ. Màu trắng kem giúp em này. Cô này xinh quá mọi người. Đây, em để size L nhá. 53-57 cân mặc xinh cho em mẫu này. Tay hơi bồng rất là nhẹ nhàng này. 53-57 cân cho em mẫu này này. Số 10 cho chị Thanh Thanh. 100.000 ạ, lên cho em mã 243. 243 nhá, 100.000 size M. Lên cho em mã 243 này. 243 giúp em ạ. 104 cho chị Thủy Thanh. Mà em dáng dài mọi người ơi, cút đi luôn nha. Cho cái này mặc bốt cực đẹp luôn. SM cho em mẫu này. Trời ơi, xuất sắc ạ. Trời ơi, xin các bạn ơi.
Cái này chuẩn bị dòng váy nhá, có mũ đằng sau cho em này. Cái này size M ạ. 4 cái này 48 55 cân mặc xinh nhá. 48 với 55 cân này. Lên cho em mã của em này là mã 446 này, 100.000 lên cho em mã 446. Em xin lắm mọi người, lên cho em mã 446 nhá. 100.000. Lên cho em mã 446. Mickey ạ, Mickey màu xanh gel này sẽ cho em 40-48 cân mặc xinh. Đó. Mickey nhá, xanh gel cho em ạ, 40-48 cân, 100.000 lên cho em mã 46. Ok. Mã 46 cho em nhá, 100.000. Lên cho em mã 16. Đây, đỏ đây. Đỏ chói lại luôn ạ, em này size M này. SM này vừa mỗi ngày cho em nhá mọi người. 55 cân. 448 cho chị Nguyễn Hảo. SM ạ, và có khối cho em mà nó sẽ là giảm được 2 lớp mọi người nhá. SM này một lượt vừa lên cho em nha. 55 cân quay đầu, 100.000 thôi, lên cho em mã 10 này. Mã 10 cho em nhá, 100.000 lên cho em mã 10. Mã 10 cho em 100.000. Lên đường mày đẹp này mọi người. Bạn thưởng cho em toàn bộ nhá. Màu sắc xuất sắc luôn. Màu sắc ok, chưa lại một tính đấy. Màu sắc có lên luôn đấy một chút nha. Màu đỏ lên thường cho em size M ấy mọi người nhá. Xinh quá mọi người, em không chưa hết hot luôn này. Em này size M cho em ạ, 48-55 cân quay đầu này. Lên cho em mã 98 100.000. Mã 98 cho em. Mã 98 100.000 ạ. Lên cho em mã 98 nhá. Đây ạ, màu sắc này cầu vồng cho em cái này size ML. 53-60 cân cho em mỗi này này. Size ML nhá mọi người. 53-60 cân ạ, dáng suông ạ. 100.000 lên cho em mã 147. 147 100.000 này. Lên cho em mã 147 này. Chị cần thì cứ comment cho em nhé mọi người. Nào mà em xay màu cho màu đen này. Chị nào mà muốn đậm đậm chủ đề thêm màu đen mặc cho mọi người nhá, rất là xinh luôn. Em này mẫu thì cực kỳ trẻ, mua để mơ một cái cũng được. Áo gấu đi em. Áo gấu à? Áo gấu là cái nào đấy. SM cho em mẫu này nhá mọi người. Nó là quay đầu học sinh này. SM đều vừa cho màu đen, hình rất nổi luôn ạ. Em này 100.000 lên cho em mã 14 này. Mã 14 nhá, 100.000. Lên cho em mã 14 này, hình gấu à. Đây nào bà ơi. Đặt xong. Đặt xong. Đây, S nhá. Ơ, em này size S cho em nhá mọi người ơi. Đỏ này bông tiết cho em này. Cái này size S ạ. Của trẻ con mọi người, em ăn trẻ con nhá, tay hơi ngắn á. Cho bé nào tầm khoảng từ 38 á, đến 43 cho em món này nhá. 38, 43 cân cho bé này. 100.000 lên cho em mã 283. 283 cho bé nhá. Lên cho em mọi 283. Đây là khối lông thỏ mọi người nhá. Hình bông tuyết cho em khối lông thỏ này. 14 chốt chị Nguyễn Hà. Lên cho em mã 283 100.000. Đây đồ đây rồi. Cái này là số 8 nhá. Dáng suông này. Dáng suông cho em ạ. À. 48 55 cân mặc xinh. 283 cho chị Lê, chị Lan con này 48. Chị 48 55 cân ạ. À. Em này 120.000 này. Lên cho em mã của đây là mã 184. 184 nhá, 120 lên cho em mã 184. Cam, có phần cuối. Đúng không bà ơi, cái này của trẻ con rồi. Để xem nào. Và sẽ thôi. Xem có vừa không. Cái này size S nhá mọi người ơi, S bé thôi ạ. Chứ chỉ là khoảng 40-45 cân thôi. S cho em nhá mọi người nhá, 40-45 cân mặc sẽ xinh. 40-45 cân cho em, chỉ là thích mặc đàn ôm và người nhỏ ấy. Thì muốn này cho em này. Em này 100.000 nhá. Lên cho em mã 821. 821 100.000 size S này. Lên cho em mã 821 ạ. 821 cho em. SM này 40-50 cân nhé. SM cho em ạ, 40-50 cân. Lên cho em mã của em này ạ, là mã 67 này, 120. Lên cho em mã 67. Mã 67, 120 này. Lên cho em mã 67. Mã 67 giúp em ạ. Ai cần xem món nào thì comment cho em nhé mọi người ơi. Đây cho chị nào thích gấu nữa này. Gấu tiếp cho em nhé. 217 cho chị Tống Thùy Linh. Màu sáng nghi, màu xinh lắm. 67 cho chị Lê Thị Lan. 50-60 cân nhé mọi người ơi. Đây ạ, à, gấu màu xám mà màu này sẽ mặc hơn này. 50-60 cân ạ, à, lên cho em mã của em này là mã 426 nhé, 100.000. Lên cho em mã 426 đây. 426, 100.000. Lên cho em mã 426. Màu này là màu kem be nhé mọi người ơi. Sẽ với ạ, 40-48 cân mặc xinh này. S cho em ạ, 40-48 cân. Lên cho em mã này là mã 52 nhé, 100.000. Xoét ạ. 426 cho chị Lý Nguyễn. 52, 100.000. Lên cho em mã 52 này. Em này là lông thỏ cho em này mọi người ơi, xinh quá. Kiểu màu vàng chanh nhá, phủ
khối lông thỏ cho em này bên trong này. Ở đấy không ạ? Lót cho em một lớp lông thỏ trong rất là mịn luôn. Mặc siêu sướng luôn ạ. Chuẩn ép tiếp cho em này. Ép nhỏ và chỉ làm với con gái trong khoảng 45 cân quay đầu thôi mọi người nhá. Ép nhỏ cho em ạ, 45 cân quay đầu. Lên cho em mã này là mã 32 nhá, 100.000. Lên cho em mã 32 này. Mã 32, 100.000. Lên cho em mã 32. Đây em này là cổ cao cho em tổng khoảng 2 phân nhá mọi người nhá. Là ngắn đấy. Ôi, cái này xinh quá mọi người ơi. Đây, tay hơi bồng, tay hơi lỡ. Các cho trẻ con, cho bé tầm khoảng từ 30 nhá. 33 đến 38 cho em mẫu này cho bé nhá mọi người ơi. Tay hơi ngắn á. Tay bồng này rất là xinh, hơi ngắn. Cho bé từ 33 đến 38 cho em mẫu này ạ. Lên cho em mã này là mã 264 nhá, 100.000 cho bé. Trời ơi, xinh quá mọi người ơi. Mình mà hơi ngắn thôi. Lên cho em mã của em này là mã 264 này, 100.000. 283 chị Thanh Thanh. Lên cho em mã 264. Đấy, thích kẻo ạ. Em này thì áo kiểu nhá, sẽ phải tính chút xíu cho em này. Sẽ là 40-50 cân, nó xinh, nó có xẻ hai bên cho em như này nhá. 40-50 cân ạ. Lên cho em mã này là mã 554, 120 này. Lên cho em mã 554 nhá. 554, 120. Lên cho em mã 554. Nào màu đỏ này. Noel cho em một gói set ạ, 40-50 cân tiếp này. Cổ cao 3 phân cho em nhá. 40-50 cân ạ. Lên cho em mã của này là mã 233 này, 100.000. Lên cho em mã 233 nhá. 233, 100.000. Lên cho em mã 233 này. Cổ này xinh lắm, mới bỏ đô. Cổ lọ nhá, cổ cao cho em này. Đơn giản thôi, này, mẫu này mặc cực kỳ xinh. Đơn giản và đẹp. Size M ạ, 48-55 cân cho em mẫu này. Size chuẩn M nhá, tay này, tay theo này. Đó, và ngực theo cho em củ lọ nhá. 48-55 cân size M là ôm này. Lên cho em mã này là mã 58 nhá, 100.000. Lên cho em mã 58. Mã 58, 100.000. Lên cho em mã 58 này. Của em size L. 821 chốt chị Mẫn Ca. Em này size ML cho em mọi người. 50-57 cân mặc xinh nhá, ML này. 50-57 cân ạ. Lên cho em mã của em này là mã 292 nhá. 292 này. Ở chỗ dưới chưa lại à? 292 cho em 120 nhá. Lên cho em mã 292 này. 292, 120, cái này xinh. Và em cổ tim nhá, mọi người có thể phối cho em một nó mặc không này. Hay là phối cho em một sơ mi bên trong nhá. Mặc kiểu đây, mặc kiểu giống kiểu di lê á. Cổ tin nhá, mà không là mặc phối với sơ mi cổ đức bên trong em rất là đẹp luôn ạ. Em này size M này, 43-50 cân mặc xinh nhá, phải phối với sơ mi cho em ạ. 120.000 lên cho em mã 30. Mã 30 này, 120 lên cho em mã 30. Mã 30, 120 này. Lên cho em mã 30 nhá. Tiếp ạ, em này size là 40-48 cân mặc xinh này. 40-48 cân ạ. 100.000 ạ, lên cho em mã 68. Mã 68 nhá, 100.000 lên cho em mã 68. Mã 68, 100.000. Size L này, 55-62 cân mặc xinh nhá. Size L cho em ạ, 55-62 cân, 100.000 lên cho em mã 542. 542, 100.000 này. Lên cho em mã 542 nhá. Ui, cổ tim cổ tráng, các bạn ơi, mặc cái sơ mi cho kịch đỉnh luôn. Size L nhá. Em này cổ, trời ơi, các bạn ơi, xuất sắc, em này mặc cái sơ mi cực đẹp luôn. Size L cho em này, 56-57 cho chị Tống Thùy Linh. Phối cho em nhá, với sơ mi bên trong. Trời ơi, đẹp quá bà ơi, hoặc là mặc kiểu bà nào rộng này mặc xuống kiểu như này sẽ ra cũng được, đẹp này. Rất là xinh luôn nhá, một em hai kiểu luôn ạ. ML nhá, 50-60 cân mặc đẹp ạ. 50-60 cân cho em mẫu này, phối sơ mi hoặc không đều được nhá. Lên cho em mã 97 ạ, 120. Lên cho em mã 97. Mã 97, 120 này. Lên cho em mã 97. Sẽ là 40-48 cân cho em mẫu này nhá. Một em size ạ, 40-48 cân mặc xinh này. Lên cho em mã của em này là mã 252 nhá, 100.000. Lên cho em mã 252 chuẩn S ạ. 252, 100.000 này. Lên cho em mã 252. Ui, hút đi còn một chiếc mọi người ơi. Trời ơi, anh thích hút đi không ạ? Màu nâu vàng, màu cực kỳ sáng da này. Sao mà cũng được, mẫu này cho em luôn nhá. Màu nâu vàng ạ. Hút đi size S cho em này. 40-50 cân mặc xinh nhá, hút đi ạ. Mùa xanh nhanh linh vừa em ấy không có nhiều hoodie đâu ạ. Cái mẫu này không có nhiều mà trên thủ săn luôn nhá. 40-50 cân có mũ cho em 100.000. Lên cho em mã 250 này. 250 size S ạ. Lên cho em mã 250.
250 100.000. Lên cho em mã 250 này. S tiếp ạ, 40-48 cân. Cho S cho em nhé, dáng ôm này, 40-48 cân ạ, 100.000 lên cho em mã 71. Mã 71 100.000 lên cho em mã 71. Mã 71 100.000 lên size L. Tay quá điệu ơi, tay bồng cho em nhé. Size L này, 54-63 cho chị Thanh Thanh. 54-63 cho chị Phạm Vân Anh. 54-63 252 cho chị Thủy Thanh. 63 em mà hơi rộng, chị size L mà sẽ đẹp. Hơi rộng nha, màu xanh gel ạ. Em này 120.000 lên cho em mã 271 này. Chị Phạm Vân Anh khách mới cho shop xin lên số điện thoại 271 nhá, 120 lên cho em mã 271. 271 giúp em ạ. Size M này 48-55 cân ạ. Em này size M cho em nhá, 48-55 cân. 120.000 lên cho em mã 156. 156 120 này lên cho em mã 156 em vừa rồi. Cái này điệu này cho các bạn ơi, này xinh quá. Chị nào thích điệu này muốn em cho em nhá. Cổ này cổ đen rất là xinh luôn. Nó kiểu điệu điệu ấy ạ. Kiểu tiểu thư ấy mọi người. Kiểu vintage. Thế em này kiểu vintage cho em này. Đó. Size M nhá mọi người. Tay này 48-55 cân ạ. Size M cho em rất điệu đà luôn nhá. 120.000 lên cho em mã 592 này. 120 nhá, lên cho em mã 592. 592 120 này. Bên cho em mã 592, cái này áo trẻ con sao trông bé lắm mọi người ạ. Áo cho bé này. 33 đến 38 cân cho em mẫu này nhá. 33 đến 30 đến 35 cân ạ. 30 đến 35 cân cho bé này, hơi ngắn tay ngắn nhá mọi người. 592 cho chị cà chua bi. 90.000 lên cho em mã 579 áo cho bé nhá. 30 35 cân, 36 cân quay đầu. 90.000 ạ, lên cho em mã 579 này. 90.000 thôi cho bé nhá. Lên cho em mã 579. 579 giúp em ạ. Của em phối chữ này. Size M cho em nhá, 50-56 cân mặc xinh. Phối chữ size M mọi người ơi, 50-56 cân ạ. Lên cho em mã của em này là mã 39 nhá, 100.000 lên cho em mã 39 này. Mã 39 100.000. Lên cho em mã 39. Mã 39 giúp em nhá, 100.000. Đây của em tiếp này. Size mở lò tiếp cho em ơi, của tin tiếp để phối sơ mi như màu đen nhá, mà cho gọn người này. Size L cho em nhá mọi người ơi, 52-57 cân học sinh ạ. 52-57 cân cho em một này, cổ tin thì vẫn thích quả chám cho em phối sơ mi bên trong, cục đẹp, cây cổ đức nhá. Em này 100.000 lên cho em mã 514, tay bồng chó này siêu phẩm luôn, 100.000 em bán tặng luôn này. Chó quá xinh mọi người ơi. Lên cho em mã 514 nhá, 100.000. Bạn có tên Thùy ạ. Lên cho em mã 514 này, tay bồng các bà ơi, nhanh tay đi ạ, cái này phục sinh luôn. 514 100.000 thôi mà bán cho các bà luôn nhá. Tiếp mà em size L này. 56-62 cân mặc xinh cho em mẫu này nhá, màu hồng nút. 56-62 cân ạ, à, size L cho em này. 100.000 lên cho em mã 296. 296 nhá, 100.000 lên cho em mã 296 này. 296 100.000. 58 cho chị Mẫn ca. S ạ, mẫu em màu xanh nhá. Xanh size S cho em này, 40 ạ, đến 48 cân mặc xinh. S cho em nhá mọi người, 40-48 cân ạ. 100.000 lên cho em mã 100 này. 100.000 lên cho em mã 100. 100 giúp em, 100.000 lên cho em mã 100. Mọi em cổ tin tiếp này. Mọi này xinh lắm mọi người, mọi người sơ mi các bạn. Bây giờ thì hết áo cardigan rồi chị ơi. S cho em cho chị Phạm Vân Anh. S cho em mọi người ơi, cái này mặc thèm mà em nhưng mà làm cái sơ mi trong cho em rất lịch sự đi làm thoải mái luôn. Mặc mùa thu ấy, thằng này rất là hợp lý luôn này. Rất là xinh nhá. S cho em ạ, 42-48 rất là đẹp nhá. Phụ em nghĩ là mặc cái sơ mi bên trong thì rất lịch sự đi làm được thoải mái luôn. Đơn giản và đẹp. 48 cân quy đầu cho em mẫu này nhá. 100.000 lên cho em ạ, 436 đấy. 436 100.000 lên cho em ạ, 436. Bọn em không có nên không phối mọi người xem đấy xinh lắm. Thật đấy, bọn em không có sơ mi để phối cho mọi người xem thôi. Người mặc thủ lý rất là xinh luôn. Size ML dáng suông cho em này, 50-60 cân là đẹp nhá mọi người. ML ạ, à, 50-60 cân. Lên cho em mã của em này là mã 244 nhá, 100.000. Chị ơi, thì ra rồi bếp ạ. Mai like cho chị. Lên cho em mã 244. Bếp sẽ anh thông báo ạ. 100.000 là chị. 100.000. Tiếp này dáng suông tiếp cho em nhá mọi người. Size M này, 50-56 cân mặc xinh. Thành
con chuột nhé mọi người. Và có thêm phần đèn thật theo cho em này. Đó, 50-56 cân size M ạ. 100.000 lên cho em mã 5 mã 556 nhé. 556 cho em ạ, 100.000 này. Lên cho em mã 556. 556 100.000. Lên cho em mã 556 này. Đây ạ, tiếp tục này, Noel nhé mọi người. Tiếp tục Noel nha. Mọi người săn dần đấy, mọi người lùa vào. Thật đầu tháng 12 là săn rất là khó luôn, ship cũng rất là 542 khó luôn, em phải lựa từ bây giờ đi ạ. Ép tiếp cho em này, 40-50 cân nhé. Trời ơi, xinh lắm mọi người, màu tối nha, màu rất là sạch luôn ạ. 100.000 lên cho em mã 31 này. Size S nhé, lên cho em mã 31, 100.000. Mã 31 cho em ạ. Lên cho em mã 31. Mời em giả cánh rơi này, size to cho em nhé mọi người. Giả cánh rơi ạ, size XL cho em nhé. 58-55 cân mặc xinh ạ. Cánh rơi size L cho em này, 58-65 cân. Lên cho em mã của em này là mã 230 nhé, 100.000 này. Lên cho em mã 230, 100.000. Đây gấu đây, một con là một em gấu đấy. Màu trắng cho em nhé, xinh lắm. Tay phối, trời ơi. Cái này xinh lắm, mặc em là tụt trẻ luôn này mọi người. S cho em ạ, 40-50 cân nhé. Đây, người bị thắt nơ cho em này. Tay bo như này nhá, kèm đai này, trời ơi, hơi bồng nhẹ. Chuẩn S cho em luôn mọi người, xinh lắm. Về thắt nơ cho em nhé mọi người nhá. 40-50 cân ạ, lên cho em mã 23 này. 100.000 ạ, lên cho em mã 23 nhá. 23 100.000, set ạ. Lên cho em mã 23 này. Mã 23 100.000. Lên cho em mã 23 ạ. Mọi người có xem món này thì mời comment cho em nhé. Mọi người cần gì thì comment nha. 23 chúc chị Phạm Hoài Anh size L. Em này size M cho em mọi người ơi, 50-56 cân mặc xinh nha. 50-56 cân ạ, size M màu đen cho em này. Bao hơi bao gấu nhá mọi người nhá. Mình mặc cái này cũng được này. Đó. 50-56 cân 100.000 lên cho em mã 190. 190 100.000 này. Lên cho em mã 190 nhá. 190 giúp em ạ. Lên cho em mã 190. Size M ạ, size ML, hay là size ML cho em nhé, được khoảng 54-60 cân mặc xinh này. 54-60 cân nhé, size ML cho em ạ. Em này 100.000 lên cho em mã 467 gấu này, màu nâu, nâu phối kiểu nâu vàng, nâu tây của nâu vàng rất là xinh luôn. Màu vàng rất là sáng ra, cô ra nhé mọi người, thủ săn này. Lên cho em mã 467 nhé, 100.000 này, size M. Lên cho em mã 467, 467, 100.000. Đây nhá, bọn em củ tim đi cho mọi người để về phố nhé. Bọn em củ tim nhá mọi người ơi. Củ tim size M cho em ạ. Đây mọi người để mặc cái sơ mi thì nó sẽ không bị hở nhá. Đây mặc với sơ mi bên trong cho em mặc sơ mi cổ Đức nhá mọi người. Em này size M nhá. 48-55 cân mặc tay bồng. Tay bồng cho em này, 48-55 cân mặc phối với sơ mi cổ Đức bên trong giúp em nhá. 120.000 lên cho em mã 29 đấy. 120 lên cho em mã 29. 120 ạ, à, lên cho em mã 29 đấy. Mã 29 giúp em nhá. Ủa này, mặt em này ăn chơi quá Bảo ơi. Xuất sắc luôn, ăn chơi chưa? Size L cho em này. 54-60 cân cho em bộ này, ăn chơi quá Bảo ơi. Đây ạ, à, đính dây cho em toàn bộ nhá. 54-60 cân, size L. 120.000 lên cho em mã 129 đấy. 129 nhá, 120 lên cho em mã 129. 129 ạ, 120 lên cho em mã 129 đấy. 129 giúp em. Khoác nhá mọi người, đây khoác đây. Đây, khoác cardigan thì đâu có khỏi đây. Em này bị gọi là bị chấm bẩn ở đây một xíu nhẹ, mọi người về giặt cho em nhá. Nó chỉ bị dính bụi đâu chút xíu thôi này. Mọi người về giặt cho em ạ. Khoác cardigan nhé, mọi SM đều vừa. 29 giúp chị Ken Ken. 25 cân quay đầu màu xinh em bán tặng ở lớp 120 này. Đúng một chấm đây rồi mọi người về giặt cho em nhá, nó kiểu dính bụi ấy. Về giặt cho em nhá, khoác cardigan nhá. Đây là len đấy chị ơi. Cá tính nhá mọi người ơi, size SM đều vừa, 25 cân quay đầu 120.000. Lên cho em mã 206 đấy. 206 cho em 120 nhá. Lên cho em mã 206 đấy, khoác còn sót lại em này. Lên cho em mã 206, 120. Đây, màu hồng, chỗ này, lông thỏ nhá mọi người.
màu hồng này, lông thỏ cho em này, cái này size S M đều vừa. Còn nhìn bên trong này, nó là trần một lớp lông thỏ bên trong cho em nhá, mặc rất là giữ nhiệt này. Thay là kiểu nó mềm ấy, nó dày ấy. Nó sẽ rất là sướng da luôn, cái này size M, chuẩn M luôn ạ, 50-56 cân mặc xinh. Áo lông thỏ cho em mọi người size M nhá. 120.000 lên cho em mã 167. 167 120 này, lên cho em mã 167. 167 120. Lên cho em mã 167 nhá. Em này phối này, tay phối cho em ạ, em size S thôi, 40 đến 48 cân thôi. Tay bồng nhá, phối jean cho em ạ. Khoác cardigan thì là vừa hỏi này. S của em ạ.
40 đến 50 cân nhé mọi người nhé. Khoác cardigan cho em này, 40 50 cân ạ, 120.000. Lên cho em mã 11 của shop em ạ. Lên cho em mã 11 120. Mã 11 cho em nhé, 120. Lại không bảo chứng, lại không bảo chị. Không lệch mà, chính rồi. Không lệch cái này của bé nhé mọi người. Áo cho bé mọi người, cho bé tầm khoảng từ 33 nhá, thì 37 cân này. 3 này 37 cân cho bé á. Em này 100.000 à 90.000 ạ, lên cho em mã 461 cho bé nhá. Cho chị Tống thì lên 461 ạ, 90.000 lên cho em mã 461 này. 461 giúp em ạ. Lên cho em mã 461 nhá. ML 50 đến 60 cân. 50 đến 60 cân cho em mẫu này nhé mọi người, dáng suông này. 100.000 lên cho em mã 585. 585 nhá, 100.000 này, lên cho em mã 585. Đâu có đen dày lắm mọi người, hình vẫn thích quả tráng cho em này, siêu dày luôn. Nhiều những nhiều chiếc chân bông mọi người ạ. Nhiều chân bông luôn ấy, thực đỉnh luôn này. Size M cho em nhé mọi người. ML ạ, à, 50 đến 60 cân cho em mẫu này, khoảng thích quả tráng này. 50 đến 60 cân nhá. Em này 120.000 lên cho em mã 451. 451 120 này, lên cho em mã 451. 451 nhá, 120 lên cho em mã 451 này. Cho em một loạt size to cho mọi người này. 50 ạ. 50 đến 60 cân cho em mẫu này tiếp này. ML nhá, 50 đến 60 cân, 100.000 lên cho em mã 66. Mã 66. 100.000 lên cho em mã 66 đấy. Mã 66 giúp em. Bây giờ bao nhiêu? 10 giờ 46 rồi. Size cho em mọi người 40 đến 50 cân nhá. S cho em này 40 đến 50 cân ạ. Lên cho em mã là mã 540 120. Lên cho em mã 540 này. 540 nhá, 120. Lên cho em mã 529 cho chị Thanh Thanh. Cái này áo của Nam mọi người ạ. Cái áo của Nam rồi. Anh kiểu áo polo để bẻ cổ cho em cái cúc rồi nhá. Cái này phải size XL của Nam cho anh là tổng khoảng từ 65 đến 72 cân cho em mẫu này nhá. Áo cho Nam 65 đến 72 cân của Nam này, 120.000 lên cho em mã 403 này. 403 giúp em nhá, 120 của Nam ạ, 72 quay đầu. 403, 120 ạ. Lên cho em mã 403 này. Em này size XL nhá mọi người. 40, 48 cân chuẩn S cho em ạ, 40, 48 cân. 120 lên cho em mã 241 này. 120 nhá, lên cho em mã 241 này. Màu đỏ hoodie nhá các bác ơi. Chỗ hoodie có sốc này em nha. Size M ạ, 48 đến 55 cân này. Cô bé đấy màu đỏ. Size M ấy mọi người. Size M cho em ạ, 48 đến 55 cân. Hoodie có mũ này. 120.000 lên cho em mã 159. 159 nhá, 120. Lên cho em mã 159. Crop top ạ. Cái này mỏng thôi này. Em mỏng cho em mặc được mùa thu nhá, dáng ngắn á. Size S của em mọi người 45 đến 52 cân. Em mở nhỏ 45 52 cái crop top cho em ạ. 100.000 thôi, mỏng nhá, mọi mặc mùa thu được ạ. Lên cho em mã 165 này. 100.000 lên cho em mã 165. 165 100.000. Lên cho em mã 165 này. 165 vừa rồi nhá. Và em màu đen size tiếp ạ, 40 48 cân. Màu đen ạ, size cho em này 40 48 cân nhá, 100.000 lên cho em mã 580. 580 nhá, 100.000 này. Lên cho em mã 580. 580 giúp em ạ. Size LXL này, 585 cân mặc xinh nhá các bác ơi. Em này size L cho em này, 58 ạ đến 65 cân. LXL ạ, 58 đến 65 cân cho em mẫu này nhá. 100.000 lên cho em mã 13. Mã 13 này, 100.000 ạ. Lên cho em mã 13. Mã 13 nhé, 100.000. Lên cho em mã 13 này. Mà em sẽ cho em nhé mọi người cái cúc này. Ê cho em mọi người cái cúc nhé. Khoác ạ. Là dáng khoác cho em này, đó, xé nhá. 40, 48 cân. Chuẩn S cho em
557 nhá, 102. Lên cho em mã 557. 557 102 này. Lên cho em mã 557. Cái này ui anh đi sao vậy? Sorry, beo rồi mọi người. Beo nhá, beo xem M này. 5257 cân mà đẹp cho em mẫu này. 5257 cân ạ. 5257 cân cho em mẫu này nhá mọi người. Beo này. Mẫu đồ beo thì xinh luôn, 100.000 lên cho em mã 590. 590 nhá, 100.000 này. Lên cho em mã 590. 590 100.000. Có kết quả chám cho em ạ, size M nhá, 48 đến 55 cân. Size chuẩn M cho em. 461 cho chị Tống Thùy Linh. 48 đến 55 cân, size M 100.000 lên cho em mã 513. 513 nhá, 100.000 này. Lên cho em mã 513. Và em dáng suông dài nhá, một dấu quần cho em này. Size to sẽ L ạ, 60 đến 68, 68 cho em mẫu này nhá. 60 68 cân ạ, phong dấu quần này. Đó. Lên cho em mã này là mã 151 120 ạ. Lên cho em mã 151 nhá. 151 120 này. Lên cho em mã 151. Cái đây bồng này xinh quá mọi người ơi. Đẹp luôn này. Size L nhá, 55 đến 62 cân này. Tay bồng cho em ạ. Đây ạ, trời ơi, xuất sắc các bạn ơi. Đỉnh cao luôn, siêu phẩm cho em nhá. 55 đến 62 cân này. Tay bồng ạ, cực kỳ sang luôn. Em này 100.000 lên cho em mã 528. 528 nhá, 100.000 lên cho em mã 528 tay bồng. Quá là sang luôn này. 528 100.000 lên cho em mã 528 nhá. Áo cho bé mọi người ơi. Cho bé từ tầm khoảng từ 28 đến 33 cân cho em nhá. 28 đến 33 cân cho em mẫu này cho bé này, 90.000 ạ. Lên cho em mã của em này là mã 12 cho bé nhá. Mã 12 90.000. Lên cho em mã 12 này. Áo cho bé tiếp này. Cái này áo cho bé tiếp mọi người ơi, 30 35 cân cho em mẫu này nhá, cho bé này. 30 35 cân ạ. 100.000 lên cho em mã của em này là mã 639. 639 100.000 này. Lên cho em mã 639. 639 100.000. Có một em này size M. Cổ nhá, có cổ cho em này, cổ với phối kiểu sơ mi á. Đây. Cái cổ này sẽ vẫn cúc cà nhá, mọi người về cà cho em nhá. Nó sẽ cà như này. Đấy. Trời ơi, lịch sự lắm mọi người, nhưng mà mặc giả hai lớp này. Đây phần cúc cài bên trong này. Đó mọi người phải cài vào cho em nhé là được nhá. Em đỡ phải cài tí em trốn chui ra nữa. Đây mọi người ơi, xin chơi rất lịch sự luôn. Cái này size L nhá, 54 đến 60 cân mặc xinh này. Phối cho em ạ. Phối jean nhá. 54 đến 60 cân size L, 100.000 thôi, lên cho em mã 183. 183 cho em này, cổ phối này. Lên cho em mã 183 nhá, 100.000. Lên cho em mã 183. 183 đúng không em? Của cái này dày lắm mọi người ơi. Màu kiểu màu hồng tím nhá. Cái màu này xinh quá. Màu này gọi là siêu lạ này mọi người này. Đấy, lấy cho em màu này. Mời hai cho chị Hàn Lê Thị Lan. Chị cái chuyển khoản đi đưa anh ơi. Ad cho em nhá mọi người ơi. Cái màu này xinh lắm. Kiểu nó hơi hồng hồng tím tím ấy. Ad nhá, 42 đến 48, 42 đến 50 cân. Lê cho em mã 86 100.000. Mã 86 cho em nhá, 100.000 này. Lê cho em mã 86. 86 100.000 này. Lên cho em mã 86. Beo này mọi người ơi, beo tay bồng mà là size to nhá. Trời ơi, cái này sang lắm. Em mặc cái đôi thuốc dáng gì vì em bé ấy. Mà là size L mà nó đẹp lắm luôn này. Tay bồng cho em, trời bồng rất to luôn mọi người nhá. Đó, size L cho em ạ. 57 ạ, thì 65 cân mặc xích cho em mẫu này nhá. 57, 65 cân. Xuất sắc các bác ơi, đỉnh cao luôn, tay bồng cực đẹp luôn. Mực sang nhá, 100.000 thôi, lên cho em mã 612 của lại trên nước cho mọi người 100.000 nốt nhá. Lên cho em mã ở đây là mã 612 này, 100.000, lên cho em mã 612. 612 100.000. Cô đi tiếp rất là xinh nhá các bác ơi, này. Tay nhá. Tay là bạn thường cho em này, đó và có phối nơ hơi kiểu hơi bèo. 540 cho chị nhé Thanh. Size chuẩn M luôn. 48 đến 55 cân. Size M cho em nhá. Chả mẹ, size M nhỏ nhá.
cái này size M nhá mọi người, 485 cân mặc xinh. Cái tay này mọi người điều chỉnh được cho em này, thích rộng hay là thích bó để mọi người buộc lại dây cho em nhá. Đó, size chuẩn M ạ, 485 cân, 100.000 thôi ạ. Lên cho em mã của em này là mã 181 nhá mọi người, có chân váy xòe đấy, xinh như thế này, cực kỳ xinh nhưng điệu lắm. Có chân váy xòe cho em nhá. Lên cho em mã này là mã 181, 100.000 này, size M, mã 181, 100.000. Lên cho em mã 181 này. Size S nói em này nhá mọi người. 612 cho chị Văn Bùi. 5, 5, 6. S cho em nhá, crop top mọi người, 40-48 cân này. Size S cho em ạ, 40-48 cân, crop top ạ, 100.000. Lên cho em mã 235 này, 235 nhá, 100.000. Lên cho em mã 235. Chị Văn Bùi cho xin thêm địa chỉ ạ. 235 cho em nhá, 100.000 này. Chưa các em mới inbox được thông tin giúp em mọi người nha, để mình xuất đơn tiếp theo nhá. Em này size M nhá mọi người nhá. Em này size M cho em này, tổng khoảng 4553 cân mặc xinh này, 100.000. 4553 cân ạ, lên cho em mã 267 nhá, 100.000. Lên cho em mã 267. 267 này, 100.000, lên cho em mã 267 của em của team. Sẽ cho em người về mặc với sơ mi bên trong nhá, sơ mi của nước ạ. Đấy, nó rất lịch sự đi làm thoải mái cho em món này. Chuẩn S tiếp này, 40-48 cân ạ. 40-48 cân nhá. Lên cho em mã này là mã 487, 100.000. Lên cho em mã 487 này, 487, 100.000. Lên cho em mã 487. Ôi ôi, em lên thử mọi người, nó kiểu dáng váy ấy. Nào là thích lọc xuông rộng nhá, dáng váy lấy mọi này cho em này. Len len thùng nha mọi người ơi. Em này siêu dày rồi. 58 ạ. 65 cân một đường trong này cho em này, dáng váy nhá, bằng dáng dấu quần nhá. 58 65 cân mặc đẹp một này cho em này, 57 58 cân 65 cân mặc thoải mái luôn một này cho em nhá. 120.000 lên cho em mã 22. Mã 22 cho em ạ, 120.000. Dấu quần nhá. Lên cho em mã 22. 100.000 cho các bạn ơi. Em này nha, nó rất là dày luôn nên rất nặng, tại mình cho mọi người để xem độ dày của nó rất là ấm luôn. Đây em ngồi thấy kinh khủng không? Siêu dày một chiếc áo dày kinh khủng khiếp như này ạ. Khủng khiếp không? Lên cho em mã 22 chỉ 120.000 thôi nhá. Lên cho em mã 22 này. Mã 22 cho em. Với em cổ tin tiếp mọi người ơi, size M cho em này. Size M L nhá. 54-56 cân đẹp cho em mẫu này cho em này. 53-60 cân nhá, cổ tim ạ. 100.000 lên cho em mã 523. 523 nhá, 100.000 lên cho em mã 523 này. 523, ủa cho bọn em cũng tuyết mùa để mặc đi Noel này. Đấy chưa, vẫn còn bọn em shop này em nha. Size M nhỏ cho em ạ, 45-52 cân mặc xinh này. 45-52 cân nhá, để mặc Noel cực kỳ hợp luôn. 100.000 thôi, lên cho em mã 224. 224 nhá, 100.000. Lên cho em mã 224 này. 224 giúp em ạ. Ủa cái này xinh. Mọi người bên trong vào lớp nỉ cho em mọi người nhá. Hai lớp này bên trong vào lớp nỉ cho bên trong cho em, nỉ bông bên trong cho em cực kỳ ấm luôn. Rồi còn màu trắng nữa, trời ơi. Màu trắng hơn nhớ không có nhiều vì nó dễ bị dính bẩn, dễ bị át mồ mọi người. Trời ơi, xinh quá, bà là xé nhanh tay này. 40-48 cân nó nhanh tay. Hai lớp cho em, người là len này, bên trong là lót nỉ nhất thì ấm cho em ạ. 40-48 cân chuẩn S màu. Eo nó sáng, nó xinh cực kỳ mọi người ơi. Rất sắc luôn. Rồi, 120.000 nốt em này nhá. Trời ơi, xinh quá. Lên cho em mã 65. Mã 65 cho em này, 120 nhá. Lên cho em mã 65. Trời ơi, rất sắc các bạn, em mới, cũng mới luôn. Còn hai lớp chứ. Cái này mừng, cái này mọi người mua hàng mới không có loại này đâu nhá mọi người ơi. 120 lên cho em mã 65 này. Size S này, mã 65, 120. Mặt xinh luôn. Ô, hút đi còn một chiếc nữa mọi người ơi. Hút đi vào shop của em, màu tối nhá. Màu tối em mặc sẽ sạch hơn này. S cho em ạ, 40-50 cân. Hút đi nhá, có mũ đằng sau cho em này. 40-50 cân ạ. 100.000 lên cho em mã 265. 265 nhá, 100.000 lên cho em mã 265. Món này mọi người mặc cho em với quần jogger, quần kiểu quần nỉ, quần len ấy. Quần với giày thể thao, rất là xinh luôn, năng động trẻ thì được thoải mái. Cái lắc đi tới gym thì ok. Rất là năng động luôn ạ. Lên cho em mã 245 nhá, 100.000 này. Lên cho em mã 245. 245, 100.000. Lên cho
cho em mã 245. Cổ phối cho em nhá. Mà thích kiểu như là beo á, mà thích beo cho em nhé, long lang ấy. Đây, phối jean cho em này. Lịch sự lắm, mọi người có cổ luôn nha. Chuẩn S cho em ạ, 40-48 cân. Rất lịch sự luôn ạ, 40-48 cân. Lên cho em mã của em này là mã 721 nhá, 100.000. Lên cho em mã 721 này. 721 nhá, 100.000. Lên cho em mã 721. 11 cho bác rồi. 11 rồi. Xuông này phối size cho em nhá, 50-60 cân bác sinh. 50-60 cân nhá. Em này 100.000, lên cho em mã 148 này. 148 100.000, lên cho em mã 148. 148 100.000. Lên cho em mã 148 này. Dáng xuông tiếp cho em này. Ren này rồi em nghỉ nhá mọi người ơi. Có thêm gì không? Có ai cần xem thêm gì nữa không các bác ơi? Ôi. Hôn lại. Nhanh. Cái này xinh này. Nốt nhá. Lên nốt cho người này xinh xuống. Florisa này, ML cho em nhá, 50-60 cân, 100.000, lên cho em mã 479. 479 100.000 này. Lên cho em mã 479 nhá. 479 cho em. Chị ấy chẳng thấy mã đâu luôn. Chắc chắn đấy. Con này dày lắm mọi người ơi, mọi người nhìn xem này. Con này dày lắm các bác ơi, nặng. Nhìn này, hơn cân ấy, rất là nặng luôn. Ôi, cổ cao nhá, cổ lọ cho em này. Size L nhanh tay các bác ơi. Size L cho em nha. Con này mặc bọc về kiểu quần nỉ ấy. Là quần len từ dốc gơ ấy, mặc đẹp lắm. Sướng luôn, em mặc hơi rộng. Size L, XL cho em này. 60-67 cân này, món này cho em mọi người. Size L nhanh tay. 60-67 cân cho em món này nhá. 120.000 đồng cuối like xin tặng mọi người 120.000 này. Lên cho em mã 133. 133 nhá, cổ lọ kéo khóa cho em. Lên cho em mã 133. 133 này. 120 ạ, lên cho em mã 133. 133 giúp em nha, 120. Mickey nhá mọi người ơi, Mickey này, màu đỏ này. Con này cần màu đỏ nữa không ạ? S cho em nha, 40-48 cân. 40-48 cân cho em mẫu này nhá mọi người nhá. Em này 100.000 nặng, lên cho em mã 258 này. 258, 100.000 lên cho em mã 258. Mickey màu đỏ. Mặc tết ra được ok luôn ạ. Lên cho em mã 258 nhá, 100.000. Mã 258. Đây, em cuối đề nghị đây. Quá mọi người ơi, có cardigan đi ạ. Em cuối cho em nghỉ nha. Mà nào đây săn phát không ạ? SM cho em muốn này. 5-30 đầu nhá mọi người, SM thôi. SM nhỏ ạ. 5-2-5-30 đầu, màu xám ki, khoác nhẹ cũng xinh mà cái cũng đều ok nhá. 5-2-5-30 đầu cho em muốn này này. 120.000 bán tặng nốt cho mọi người em này, 120.000 nhá. Đây cho em bác ở đây là mã 286. 286 cho em 120 này. Lên cho em mã 286 nhá. 286 cho em. Mọi người ơi em nghỉ đây ạ. À. Hẹn mọi người vào ngày mai nha. Cảm ơn rất nhiều. Chúc mọi người ngủ ngon. Chỉ là cần thêm món thì inbox cho bên em để tư vấn thêm cho mọi người nha. Bye bye. Cảm ơn rất nhiều. Chúc mọi người ngủ ngon.